sương trắng rơi chập trùng. Lên yên thân thiếp sông pha đâu nài quang sang, nhung nắng sao chưa gặp mặt chàng. Nhạc chìm trong gió sương, ai mãi mê trên đường. Phu lang ôi hỡi phu lang mau dừng cương yên, chúa thiếp đây tâm sự phân trần. Địch lang ơi khá dừng cương để thiếp đây tố bài hơn thiệt rồi sẽ lên yên lướt vua băng. Một năm dư nghĩa phụ thay còn chạm khắc quá tim vàng. Cứ sao nhất nhân nhất mà chàng ngày nỡ đành trở lại tâm ban. Có phải chăng vì sợ lỗi câu trung quân ai quốc già chẳng vẹn niềm thần tính mổ khăn. Chàng lên yên lướt dặm băng ngàn để cho thiếp đành lỡ duyên kim cài. Mặt nhau nói chẳng nên lời, tâm lòng son tiếp sinh phu của đất trời. Giảng lý phong yên quy cô quốc, lượng hàng bi lệ tông tình lang. Dù chàng có nhớ cô hương cũng tỏ bài cho thiếp đây được rõ. Có lý đâu khi trong canh điểm hồi bán già chàng lại nỡ một mình đi qua máu đề thương. Tiếp tâm chính tờ trường giang thủy, nhật dạ tùy lang đau phúc châu. Rồi đây cách mấy nhịp cầu, chàng tương giang vị tiếp đầu sông tương. Địch lang ơi đâu lẽ chàng đành tâm phản hồi cô quốc để cho thổi ba vàng gió chúng cung hoàng. Đêm đêm tựa cửa đèm châu thất thiếu mơ màng. Được mấy tuần hương tỏa khôi tiếp gửi hồn sang tận tông bang. Bang giả tư lương sầu đoạn đoạn, can tràng thống thiết lễ triêm y. Duyên mà chi, nỡ mà chi. Ông tớ xe đường chỉ rối để cho tìm ai phải tê tái tơi bời. Đường sang thần quốc ai đã xuôi chỉ cho gió bất mưa cầm. Gái thuyền quyến tao ngộ khích anh hùng. Một năm dư trong hương nồng lửa đốm đến ngày này thập quá hoài thai. Dù thiếp chưa biết đứa con của đôi ta sẽ là gái hay trai, nhưng đó là kết quả của những ngày chung chăng sẽ gối. Thiếp có làm gì nên tôi mà chàng nhẫn tâm bỏ thiếp cho đành. Địch lang ơi chàng đã quyết vẹn bề trung hiếu, thiếp cũng đành để cho chàng trở về cho trọn chữ hiếu trung. Vua ngựa buôn ba chàng khá rủi dung, nơi thượng quốc tiếp vẫn chờ ai trở lại. Chàng ơi kim
Nhật phân ly quân bất tài, kỳ hàng châu lệ tông quân bi. Khỏi ba này nén tim đau, tiếng chàng về Tông Quốc lệ chia ly đắm ướt khăn hồng. Địch lang ơi sau khi về đến cô hương chưa trọn niềm thần tư, nơi Tống Trào xa dịu dời chàng này có còn nhớ tiếp hay chăng? Em ơi kìa trăng đã rụng sao chùa, trăng đã rụng sao chùa, chuông công phu mang từ bi bác ai, nương gió lạnh gieo rắc muôn nơi. Về đi anh ơi, chúng ta về anh ơi, trăng đã rụng sao chùa, khiến em lo lắng cho mối tình đôi ta, cho mối tình đôi ta. Trời bao nhiêu vì sao long lanh, tìm bao nhiêu hình ảnh của người thương. Em đừng lo lắng khi trăng rụng sao chùa, tình ta muôn thuở vẫn là tên ác bá con quan thái phó triêu ghẹo sổ sàng. Vân Chi tiểu thơ, cô ơi cô có biết chăng tôi đã mơ hình mơ tình nên lình xình rình quanh chùa đình đời cô mình để tỏ tâm tình. Xin cô nương bàn bố chúc tình thương, xin ông đừng nói thế em nào đáng kể gì, cô đâu dân đâu cành mãi xin công tử. Ai nói lâu cho ông táo ông giật trào mau, thật tôi thương cô nương lệ của ngập sông thương. Thưa công tử, em là gái đã có chồng. Ồ, có chồng mà kể có chồng, còn duyên anh ẩm anh đồng anh vui mà. Bớ công tử dĩ công, mày đừng xen chuyện của ông. Ông chơi nên hình ngang kẹo treo vợ tôi, hẳn tôi không nhịn đâu. Anh đi chứ nên tỏ vẻ bất bình, hãy nghĩ giữ gìn cho gia đình mình được yên lành. Công tử đây con quan thái phó triều di, tạo quán mà chi để ngày sau chúng bắt con nhỏ đó về tư gia ta như thường lại đi. Ôi trời. Mày giết tao trước rồi mày hãy bắt vợ tao, mày đánh tao hả mày? Ê, tao đánh tao sặc má mũi rồi mày ơi. Trời ơi trời, mày ơi tao đổ má mũi mày ơi. Trời ơi đã khổ đến rồi. Vân Chi, dạ vợ chồng mày hại tao hết chỗ chọc nghẹo nhẹo ông vừa vẽ mà chọc chứ. Thưa cha, đó là tại đàm công tử chứ đâu phải tại chồng con sinh chuyện. Thôi không có tại bị gì hết thấy á. Bây giờ chuyện đã lỡ thì tao tính theo đã lỡ nha. Là tính sao cha? Mày phải bỏ thằng chồng du đảng của mày để ưng công tử dĩ công, tức là mọi việc đều xong. Hoàng thái phó mời tao lên tỉnh sảnh đường, ông biểu tao gá mày cho con trai của ông. Vì công tử dĩ mét và eo eo với cha, ông buộc phải cưới cho kỳ được Vân Chi. Sao cha không nói là con có chồng và đã thọ thai? Quý trời đất ơi, mày đã thọ thai, nói vậy thì là chết tía của tao rồi. Chồng con tội chi mà chịu khổ thê hỡi trời ơi. Được, cha đợi con sanh rồi đó nghe, cha đem cục nợ đó cha quăng xuống sông rồi gả con. Con ơi, không làm như vậy đó là chết hết cả nhà rồi con ơi. Chẳng thà là con chịu chết rồi cha. Đừng có ngu nói bậy. Con ưng công tử là con sẽ giàu, cha sẽ được làm quan. Ngài thái phó hứa với cha như vậy con à. Bây giờ cha núp vào trong để nghe con tuyệt tình với thằng Kỳ Sơn. Nếu con cãi cha đó ngang thì sẽ có mũi tên độc tử ở bên trong bay ra ghim vào ngực của nó. Kìa, nó tới rồi kìa.
Em Dân Chi, tại sao em lại khóc? Tôi với anh đã hết nghĩa vợ chồng rồi. Hả? Em nói sao? Anh làm điều chi Phật ý em chăng? Tôi nói thật, tôi sẽ coi chồng khác sang giàu địa vị hơn anh. Anh cưới vợ khác đi. Thôi, cô đừng khóc chứ. Có khóc là để cho tôi khóc. Vì người ta trăn trở ôm cầm sang thuyền khác, mà tôi vẫn thường vẫn nhớ, không thể quên bóng quên hình. Không quên lời thể Hải Minh Sơn, quên giọng cười hơi thở, nhất là không thể quên cái bào thái hiền cô đang mang nặng. Tôi chỉ tiếc sao quá tình lòng người mà tôi trao trọn quá tim non. Anh ơi, nào phải em tham sống cánh nhung lụa vàng son, nhưng em muốn bảo vệ tính mạng người mà em thờ phụng tận thâm tâm. Vì cha em buộc phải ân thằng Lưu Minh Điểu nghĩ giá là người công tử dĩ công. Cha buộc em bỏ anh sao? Dân Chi! Dạ. Mày xem tình chồng nặng hơn tình cha, thì tao đã có cách rồi. Các ông quân của An Thái Phá đâu? Dạ. Vào cộng đầu nó lại, giải đến ngày trị tội đi. Trời. À, 20 năm cảnh người chồng bất đắc dĩ, tôi sống trong tủi nhục đau buồn. Mẹ ơi! Mẹ! Gì đó con? Con đố mẹ ha. Vậy chứ yêu là cái gì? Dân Xuân! Ai dạy con tiếng yêu đó? Anh học trò tên Thiệu Linh dạy con đó. Con ơi, hãy yêu chân thật thì vô cùng khổ sở, cổ triền miên cho đến lúc tàn hơi. Cũng vì yêu mà mẹ khổ đã 20 năm rồi. Trước khi về với cha con, mẹ đã yêu đắm mi đuối một người. Mẹ phải căng răng xa lìa người ấy, trong khi mẹ đã cực thủ bào thai. Sau khi đưa bé ấy chào đời, mẹ phải dâng lời ngoại tổ, bỏ nó miền xa xôi hẻo lánh đây mấy hôm sau mặc kỳ áo cưới theo chồng. Mẹ à, còn đứa bé ấy sống hay chết, và người thương của mẹ hiện giờ ở đâu vậy mẹ? Mẹ nói cho con biết đi mẹ. Người thương của mẹ, người ấy ngậm đắng nuốt cay sống dưới cảnh lưu đài. Sau khi nghe tin người vượt ngục thành kẻ của bốn phương trời, còn đứa bé, con ơi, đứa bé sống chết mẹ nào đâu có biết. Nhưng mẹ rất đớn đau khi nghĩ mà nghe con nghĩ khơi lại đóng tro tàn. Nội tổ con bị tội trảm nhị hà lãm, ngoại tổ con cũng bị liên can phải tù đày. Còn cha con gia tài tiêu tán, vì mãi nghi vui với nghi mén rượu bạc bài. Ủa, lũ nó đi đâu hết rồi cả? Thưa cha ngoại ba. Ờ, tao qua cho mẹ con bé hay. Tao gả con Dân Xương cho con trai của quan thái quý Trương Công rồi. Trời! Cái gì mà trời? Đây là một dịp để cho mình được giàu có như xưa anh nhìn trời. Con xin cha hãy để cho cháu ngoại của cha tự định lương duyên. Con đã gian dở một lần vì sự ép duyên rồi. Chẳng lẽ giờ này cha lại buộc cháu ngoại của cha lại cũng đi con đường ấy nữa? Lũ bay khôn hơn ông cha lũ bay rồi. Thôi được, từ đây đừng biết đến lão già này. Ông tha lỗi cháu, cháu tốt yêu rồi. Tao về để bay, tự định duyên bay. Ngoại thương giùm con, ngoại đừng ép một viên con tội nghiệp. Bày muốn thăm tao ha, ra Gò Mã mà thăm. Trời! Anh Thiệu Linh, mệt quá à, em đi không nổi nữa đâu. Mệt à? Mệt thì nghỉ rồi sáng mai đi nữa.
À mà đi lẻ kẻ ở ngoài ông theo bắt chúng mình lại thì... Thì có nước tự giận. Em dần sương thấy trăng, trăng rùng sao chùa. Dần trăng rùng sao chùa, em buồn tê tái, lòng em e ngại. Cho duyên tình đôi ta. Trăng rụng sao chùa, sương vắng buồn mang mát. Trăng sao nhuộm màu tan, tóc hơi trăng ơi. À, buồn quá. À, anh kể tiếp sự tích sợi dây chuyền của anh đang đeo đi. Để em nghe anh kể tiếp không hiểu tại vì sao mẹ của anh phụ tình người chăng gối xanh anh ra rồi bỏ bên bờ suối với sợi dây chuyền. Anh sống được nhờ lòng bác ái của một lão thợ rừng, rồi loạn lạc giết người cha nuôi em lại được thầy giờ nhận làm dưỡng tử minh linh. Nhờ thế chúng ta mới làm rộn ông tơ bà nguyệt. Mua xe tơ còn ngại sự cố chấp của ngoại em, không hiểu cha mẹ anh hiện giờ còn sống hay quá khổ đau đã xuống chốn diêm đài. Theo tên trong kỷ vật này thì cha anh tên Kỳ Sơn, còn mẹ anh tên là Vân Chi. Ủa, mẹ em cũng tên là Vân Chi, sao lạ vậy? Ồ, tên trùng tên có gì lạ đâu. Mẹ em cũng như mẹ của anh, thương mà không được cái cùng người thương nên nghĩa vợ chồng. Phải nuốt lễ chấp tơ lòng cùng kẻ khác, khổ âm thầm suốt 20 năm trường. Đời mẹ em chẳng khác chiếc thuyền yêu neo bến khổ muôn đời không thể dịch. Nay đến lượt chúng mình yêu và khổ, thật rõ ràng đời là bể trầm luân. Anh ơi em trốn đi là đời sự hồi tâm của ngoài, xin quân tử đừng chạm đến thuyền khuyên. Chúc mai gần được là khi vang gần tiếng pháo du quý bên. Quét lá bồ đề phủ hoa sân, quét sầu quét não ngự trong tâm. Khói hương cửa Phật xua đau khổ, mỏ sớm chuông chiều ngõ chút quên. Dạ, chúng con là Thiệu Linh và Vân Sương, xin quỳ thượng cho chúng con được bái lĩnh ít nhiều điều chân lý của đấng từ bi. Mô Phật, Phật pháp quá cao siêu huyền diệu, mà nhĩ khách đây tuổi hãy còn non, nên bần tăng chỉ giải thích thông thường dòng lẫn quẩn của luân hồi nhân quả. Đời ta được sung sướng sang giàu hay khổ đau nghiệt ngã là kết quả việc ta làm thoa trước hiền lành bác ái hay độc ác tham tàn. Tạo nhân hiện tại để rước qua sau này, cây duyên đưa nhân đến quả, cây duyên tức là việc làm của chúng ta. Nếu cái nhân độc ác sâu xa, duyên sẽ đưa đến quả đớn đau khổ sở. Nếu cái nhân bác ái hiền từ, duyên sẽ đưa đến quả sang giàu sung sướng. Bạch Huệ Thượng, yêu có phải tội không mà khổ? Dạ còn nguyên nhân của nguồn khổ là ở nơi đâu? Mô Phật, yêu tức ai
nhân của quả khổ là một trong lục dục thất tình. Nếu thiện nam còn mang lục dục thất tình thì là còn gây nhiều tội lỗi. Gây tội lỗi là còn chút khổ đau. Một người sung sướng là người có tâm hồn thanh thoảng, dẹp được hỷ nộ ai ai ô lạc dục của nhân loại. Ngày xưa bằng đạo cũng yêu cũng khổ, ngày nay hết khổ vì bằng đạo dẹp được chữ yêu. Con cảm ơn Huệ Thượng. Ủa sao khách lại có sở với chuyện này? Dạ của cha con truyền lại cho con đó. Vật này của cha khách truyền lại cho khách à? Dạ. Nếu khách nhận kỹ vật này của thân phụ thì chính bần thân đây là người tạo hình hài cho khách ở dương trần. Vật này của cha tặng mẹ ghi tên họ rõ ràng. Sao ngoại ép mẹ con ưng kẻ khác nên khi sanh con rồi bỏ giữ kỹ vật này đây. Còn cha bị ngoại con phao phản ngồi tù, sao cha vượt ngục tìm con nhưng chẳng thấy băng con qua trang đời ô trực nên cha mới gửi thân cho Đức Di Đà. Lẽ Phật chứng chiếu lòng mà gia kẻ chân thành nên cha con mình được cùng nhau sum họp đền bù những năm xa cách chia ly. Con xin cha cho con ở cạnh bên phụng dưỡng cha khi tuổi về chiều sức yếu. Đây là vợ chưa cưới của con, xin cha nhận hai con qua lần đặng về mối tơ loan. Hai con nguyện ăn chay niệm Phật cầu ngoại của dân xương hối cải ăn năn, đừng bắt dân xương gả cho kẻ khác để nghe chúng con được kết mối duyên lành. Mẹ xương đâu? Tao cấm mày đi kiếm nó. Nó đi theo trai mày kiếm nó làm gì mày? Thiệt rõ ràng là vô trách nhiệm đối với con mà. Đúng rồi, mày bất đắc dĩ mới lấy tao làm chồng, cũng như tao bất đắc dĩ mới lấy mày làm vợ. Hai cái bất đắc dĩ đụng nhau ngang cái cốt, khiến cho con Sương nó nhảy tọt ra ngoài đời làm đứa con bất đắc dĩ. Bởi vì tao cũng không có trách nhiệm với nó mà. Tao ở với mày cũng như sạn với đường, đổ lộn nấu chung, nấu mấy trăm năm nữa cũng không có thành chè. Sạn kia cũng vẫn là sạn kia, còn đường nọ vẫn muôn năm là đường. Như tao với mày dẫu ở một triệu ngày thì mày ra mày, tao cũng ra tao, chớ có không thành được cái duyên vợ chồng. Tôi với anh ở đã có con có cái, tự mày mới có cái có con. Như ra tự đường có nước ngọt nước ngon, còn tao là sạn ăn thua gì mày. Chứ không đỡ. Ê, trời trời đất ơi, sao mày đâm tao mày? Mày lấy vợ tao hả? Ôi chết chết, trời ơi, đâm đừng ngoái đau quá mày. Ê, chết. Tinh nữ xin kính chào hòa thượng. Mô Phật. Kìa, có phải hòa thượng đây là Kỳ Sơn chân không? Hiện giờ bần tăng là một đấng chân tu đã chung vị giảng trong tiếng chuông chùa. Tinh nữ đừng nên nhắc chuyện xa vời với bần tăng. Chữ yêu đương không riêng rẽ cho một người, mà yêu tất cả nhân loài đang hụp lặng bế trầm luân. Anh là bậc tu hành, sao nỡ đành khe khắc như em? Mẹ, mẹ đi tìm con. Dân Sương con, sao con nỡ đành bỏ mẹ? Dân Sương con của bà sao? Trời ơi, hai con là anh em một mẹ mà lại yêu nhau rồi. Trời! Mẹ!
hình ảnh của anh con đã in sâu vào tâm não con rồi. Con nhớ từng tướng đi gian đứng dòng cười, con không quên tức là con phạm lưng thường vì con là em gái của Thiệu Linh. Mẹ ơi để con chết, chỉ có chết mới giải quyết được mà thôi. Con trốn dư luận tuôn miền âm cảnh để nghi hồn được tự do ôm ấp mối duyên lành. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi bác ái cứu rỗi một linh hồn giữa bên mê. Dân sương con, có chết là mẹ đây đáng chết. Tội mẹ gây khiến hai con lầm lẫn yêu nhau. Nếu hai con không nên nghĩa tư đào, hai con nên xử tình huynh muội. Mẹ tin rằng dư luận không bao giờ khe khắc, lên án hai con khi biết xử nhau với nghĩa huynh muội chi tình. Thiệu Linh tha thứ cho mẹ sanh con mà không nuôi dưỡng được con. Con nên khuyên dứt em con, lời con mới cảm được lòng dân sương. Không buông con ra, con phải chết. Con cha, cha ơi, em con đã nhảy xuống giếng chết rồi. Trời ơi, tại sao dân sương hiền lành lại chết đau thương ơi trời. Trời Phật rất công minh, không hề thiên vị. Cha giải thích con nghe, để hết bất bình. Quả bao có ba cách. Thứ nhất, hiện bao làm lành giữ trong đời thì trả phước quả cũng trong đời. Thứ nhì, sanh bao kiếp trước làm phải trả kiếp sau này. Thứ ba, tóc bao quả phước nhãn tiền trường hợp dân xương thuộc về sanh bao kiếp trước dùng đường tu, nên kiếp này phải trả lại nữa. Cha ruột dân sương làm đều ác bào, nên dân sương trả thế cho cha. Tuy lý trời lòng lòng bao la, nhưng một mãi lòng không bay khỏi. Cũng yêu như dân sương, nhưng không bỏ mình thê thảm. Nhờ con hưởng được đức của kẻ sanh thành, vì cha sớm tròn đường hoa phước lánh dữ làm lành. Thở bé con sống đời côi phúc, ngày nay gặp được mẹ cha. Con hiểu thế, con đừng thắc mắc, con hãy về sum họp với mẹ con. Tình mẫu tử sưởi ấm lòng con lại, rồi thỉnh thoảng con lên đây để viếng thăm cha. Bài giáo lý ai làm lành thì giao đức lại cho cháu con, như vậy thương con không phải cho nằm trên đống bạc tiền, mà phải làm phước khi làm lành để lưu đức. Hỏi các bậc mẹ cha đang có bốn ba tìm lẻ sống trong vô tâm ác bảo, đừng đổ chăng con người mà tạo chăng con ta. Nghe nói giả của con, nhưng lưu đau khổ cho con sau này.
tay của em làm sao thế? Rung rung máu vì đường kim lưu luyến quá dối dàng. Có sao không em? Chúc mau tươi dương thân áo ngữ hàng. Em không đau gì vết tích mà em thấy buồn buồn ly biệt. Anh Nguyễn Cao, anh vẫn nhất định ra đi à? Phải, giữa thời loạn lạc kẻ cầm gươm đâu lẽ khoanh tay. Anh phải đi, vì cờ danh dự đang chờ tay danh tướng. Anh mộng làm danh tướng, đứng đầu tên Nguyễn Sổ anh hùng, qua vinh quang trải đỏ khắp đường trần để đón góp một anh hùng mã thượng. Đẹp đẽ thay giấc mơ nhung gấm, nhưng cũng buồn thay cỏ lạnh thảo trang xưa. Nhưng tại sao em lại buồn mà nói những câu buồn chứ? Anh ơi, em muốn nói hết nỗi ưu tư khi tiễn đưa người đi trong cát bụi và đi trong những ngày đông mà tuyết rơi sương phủ với một thân cô lữ. Muôn vạn dặm quan sang anh nói trôi hải hồ, để cho anh bớt nỗi bơ vơ lạnh lùng khi gió mưa. Này đây áo em xin tặng cho người kim sĩ đơn cô, tuy thô sơ nhưng đậm đà tâm tình người song thương. Cảm ơn kim mai đã có lòng tặng áo này cho anh. Nguyễn Cang. Dạ. Đây là vỏ kim có khắc chữ Thái Gia chỉ bảo. Nay thầy giao cho con một trọng trách giữ gìn bảo vật của dòng họ Thái, và con chỉ rút ra khỏi vỏ khi nào con làm việc nghĩa. Dạ, khắc sâu lời sư phụ và xin bái biệt sư phụ. Con sẽ đi bằng cách nào? Đi bằng cây chèo và cánh tay này nè, cởi sông Tầm Dương. Kìa, anh Triệu Sơn đã tới. Dạ, Triệu Sơn đã tới để đưa con đi. Vậy Nguyễn Cang xin giả từ anh sư. Ừ, thôi con đi đi. Chúc em mai ở nhà ươm tơ, ươm tơ cho khéo leo chữ hiếu phải vẹn lo. Anh niên vững dạ mà lập thân danh, nhưng con hãy nhớ lời của thầy khuyên, chua đau một thanh gươm với nợ sang hà. Cha Triệu Sơn xin cứu từ để đưa bạn lên đường, một mái chèo này rẽ nước Tầm Dương. Thầy cũng cầu cho bền nghĩa thâm tình, thần gió xuôi bùm cuộc hành trình không gặp gian truân. Tầm Dương vào đổ tàn thu ấy, một kẻ ra đi chẳng hẹn về. Kim Mai, cô tên Kim Mai, đẹp quá. Kìa, ông là ai? Từ đâu tới? Tại sao lại biết tên tôi? Tôi là trời hạ gặp mưa xuân, là đồi cát trắng được sông nguồn khai mạch nước. Tôi là kẻ đau chịu thương, kẻ đói gặp côn. Kìa, trăng 16 cao lên khỏi núi, thảo trăng này không tiếp đón kẻ vô danh à. Kim Mai, tôi có danh, có tánh, có tước, có quyền. Danh là danh ghẹo gái, tánh là tánh bất lương, tước là tước sở khanh, còn quyền là quyền ăn cướp. Kìa, sao cô nặng tiếng với tôi? Phải, vì ông là người vô sĩ, vô liêm, từ phương nào tới đây ghẹo gây tơ một cách quá sổ sàng, xem tướng ta là người quan cách sao tỏ bài ngôn ngữ thật tiểu nhân với một gái không quen. Bởi lòng tôi cảm ơn cô nương, hồn mà chấp chờn của mộng đẹp yêu đương. Thôi im ngay và lập tức đi liền, nơi thanh cao không tiếp phường vô lương. Kim Mai, Kim Mai. Tên kia, đứng lại đừng giở trò múa rối. Ông lại, ta là kẻ bạc tóc bạc nghĩa đời cay đắng, và ghét thương gia lạnh xếp ngày xuân, hệt hàm ao mạo đài cần chống ngang tàng vũ bạo. Có phải ông là bạn đồng liêu với ngài Cao Thái Phó? Phải. Như thế thì ông đây chính là Thái Bảo Công. Dạ, kẻ này có mắt không trồng, xin ngài thứ lỗi cho. Bà Công. Dạ. Mang lễ vật tới. Khoan, mi là ai mà mang lễ vật?
Và tôi là Cao Đạt, cháu của lãnh chúa Cao Thái Phó, cũng lĩnh từ Giang Tân lặn lội tới đây để thỉnh cầu ngày đến Giang Tân dạy võ nghệ cho tướng binh quay hùng. Nay mai tới bình giặc bốn phương, ngài sẽ được công danh được hầu. Thôi xin đừng nói chuyện công hầu, giữa thời loạn lạc nhiễu nhương dân đói khổ, bốn phương tranh hùng. Tôi chán cuộc đời cung kim công hầu, khanh tướng quy danh giật giành tước phẩm ngồi cao, để gieo khói lửa mau sương lan tràn. Nghĩa là ông từ chối. Dừng. Con nạn. Im. Đừng hòng làm run sợ những hạt bụi bám trên lớp áo võ sư này. Hãy thu gom vào võ. Được rồi. Rồi ông xét coi ta. Chào ông. Ừ. Kim Mai. Dạ. Con hãy gấp rút đi đón Triệu Sơn. Quay thuyền trở lại đưa thơ này cho Nguyễn Cang. Dạ. À, quân cướp đã bại tẩu rồi. Dạ. Ơn cứu mạng của người sánh bằng non bể. Kẻ này được hân hạnh diện kiến với một anh tài. Vậy xin trang sĩ cho được biết tánh danh, để có ngày đáp đền ơn trong muôn một. Tôi là kẻ chưa có danh gì cùng sông núi, xin tên họ e thẹn đi nuôi sông chăng. Có lẽ đại huynh chưa gặp được người tiến dẫn. Nếu thế thì tôi sẽ vì đại huynh hết lòng tiến cử với ngài Cao Thái Phó. Là lãnh chúa Giang Tân rất trọng kẻ anh tài, là một người mưu đại nghĩa mở rộng đất đai, tiêu diệt bọn Đông Bình Dương là lũ thảo thấu tặc loạn. Còn ngài đấy là ai chứ? Tôi tên là Cao Đạt, giả dạng lương dân chiêu mộ các tài kiếm sĩ giang hồ, là một dịp mai xin đại huynh anh chớ có chần chờ, mạnh hổ cứ tung hoành và chiếm bằng mặt sức bay cao. Tôi mới xem qua tờ biểu dụ, nên lòng tôi dành sẵn cho Cao Thái Phó một cảm tình. Nhưng tôi là một kẻ nặng mang chi tàn bồng, cho nên tôi chưa có muốn dừng bước tại sư Giang Tân. Nói như đại huynh nghĩa là bỏ vợ, một dịp mai để nắm chắc ân công hầu, mất thời cơ để thi thô tài cao, một đại nghĩa an ban để tạo cuộc sống được sang giàu. Lời ngài phân làm cho tôi thêm nghĩ ngợi, Cao Thái Phó là ai, người ấy có biết trọng dụng nhân tài, một vì dương mưu lợi ích cho đời, hay là một kẻ lợi dụng thế thờ làm đồ tháng cho sanh linh. Tôi khen đại huynh là người biết thận trọng, nhưng cho tôi đây được đền ơn cứu mạng, là tiên dẫn đại huynh đến liền Cao Thái Phó. Nếu như chẳng bằng lòng thì đại huynh cứ việc ra đi. Lời ngài quá thiết tha làm tôi nể tình, đến ý kiến ngài Cao Thái Phó xem sao. Vậy ta hãy đi ngay kìa, bóng ác đã xế tà, quân sĩ hãy canh phòng xác chết của tên kia. Xác chết. Có kẻ mới giết người. Kìa, lại có gói hành lý và chiếc áo ngự hàng của anh Nguyễn Cang bỏ đây. Hay là Nguyễn Cang mới giết người. À, hai đứa kia ở đâu? Đứng đó. Đứng lại. Im. Nếu như lũ bay mà sáp vô thì cái chèo này không dĩ đâu. Ê, thép mà đâu sợ gì cây. Sáp vô anh em. Được rồi, được rồi. Trói lại. Xét cùng mình nó coi. Ha, thơ. Có thơ bí mật ha. Dẫn về lãnh thưởng. Đi. Dạ. Chi? Có xe của Nguyễn Tiên Phu đã đổ trước cổng dinh đường. Lui. Dân. Giáp binh. Dạ. Vệ sĩ. Dạ. Hãy sẵn sàng tước bỏ áo mão cân đầy nó. Tuân lệnh. Cao Đạt, tại sao mới ngang nhiên lột áo mão của ta chứ? Vì có lệnh của Cao Thái Phó. Cao Thái Phó đối xử với ta như thế này à? Đừng mong, mi hãy nghe ta đọc bức thơ này. Nguyễn Cang con, thầy biết con đã đi về hướng Giang Tân, thầy sợ con lầm bọn ác gian Cao Đạt và Cao Thái Phó, nên thầy sai Tiểu Sơn và Kim Mai tức tốc quay thuyền trở lại tìm con, để dặn con chớ dừng bước ở Giang Tân, và hãy thận trọng khi tuốt gươm ra khỏi vỏ. Thái Bảo Công. Thái Bảo Công sư phụ, giờ này con mới nhận được thơ của thầy. Quân sĩ. Dạ. Đi dẫn tên tố giác Nguyễn Cang tới đây. Dạ. Kìa, nó tới kìa. À, Tiểu Sơn, tại sao mày nhìn bưng quân không tỏ bài sự thật của lòng mày? Lừa thầy phản tao, đang tâm bán cựu nghĩa cô tri.
vì bạc tiền hư danh xa lìa cuộc sống bần khổ, hay mì quán thù vì ta mới đành lòng mới hại ta. Không không, nếu tôi là kẻ lừa thầy phản bạn, máu máu cân đai thì tôi còn giữ chi đây một chiếc áo cơ hàng. Mà chủ của nó đành tâm dứt bỏ ở gian rừng, khi điên cuồng chạy theo áo gấm theo qua quên một hình bóng dịu hiền đã ngược sống tầm dương. Góp từng sợi tơ để dệt thành một chiếc áo ngự hàng, để cho ai được ấm lòng trong những đêm đông trăng soi lạnh lùng trên đường thiên lý. Anh ơi, đây là một chiếc áo nghĩa anh, tuy thô sơ mà bền bỉ và mỗi đường kim mũi chỉ nó ẩn kín một tâm tình. Nó không làm rạng rỡ quay danh mà tha thiết chân thành, vì nó là mồ hôi, là nước mắt, là sự nhẫn nãy cần lao qua bao tháng ngày sương gió. Nó không dương mùi đình chung phú quý mà bền chặt nghĩa cô tri, vậy bây giờ tôi xin trả nó về cô chủ để thân người đỡ lạnh trong những ngày không có áo màu cần đây. Anh rằng tại sao tôi tới đây, ở đây cho đến ngày gặp anh trong cảnh tình ngang tay. Mà tôi chỉ có thể nói rằng thằng Sơn này tay trái da nam chân dài sỏi đá đầu đội nắng sương, nó đã từng cởi sống tầm dương và kinh thường lao nhọc, qua bao nhiêu năm vẫn một lòng căng trực như mái chèo rẽ nước ngược xuôi đi đến nơi về đến chung. Thì anh hãy tin rằng Tiểu Sơn này đây không bao giờ phản bạn vì hư danh hay bị cám dỗ của bạc tiền. Không vì hư danh cám dỗ, nhưng tại sao anh lại ở đây? Còn tôi bị tước hết quyền quý phẩm lộc. Thôi đừng giả ân giả nghĩa cao đạt, phải chăng âm mưu này bị ta sắp đặt từ lâu? Hãy Ni khờ khạo quá, nên đâu có biết rằng ta và My là hai kẻ thù trên hai chiến địa. Vũ sĩ. Dạ. My đưa bà về đến. Dạ. Ô kìa, Kim Mai. Kìa, Nguyễn Huynh. Trời ơi, Kim Mai đã bội phản ta, đã khoác áo tân hôn cùng tên Cao Đạt. Được rồi, ta sẽ gặp lại My trong một giờ phút khác. Nguyễn Huynh, Nguyễn Huynh ơi, Kim Mai không bao giờ bội phản tham cao sang mà phủ bỏ nghĩa tâm giao. Đã từng mến nhau trong mấy lá cờ hàng, em chỉ vì thương anh phải xa cơ thọ lấy tay nàng. Chiếc áo tân hôn
hàng đừng khóc, đừng than. Hãy theo ta bước vào phòng hoa đang chờ đợi. Hãy giang ra, người chứ mong chạm tới mình ta. Coi kìa, tại sao lạ vậy? Vì chia cao tầng hồn giờ đây đã trở thành vô dụng. Khi chim mã bằng cao bay thoát cái nành giúp còn mi. Nàng nói sao hả? Ta già giờ ưng thuận để cứu người của ta thường thói cuộc đời bất lương. Xuống nè! Khoan, tôi xin ngài đừng ăn hiếp gái hiền quê mà nhục nhã danh mình lại còn bị miệng thế cười chê. Triệu Sơn dám cá gan buông lời nhục mạ quân gia. Lâu đài Triệu Sơn suốt kiếp ở rừng xanh đi. Thôi, xin tướng quân ấy mặc lại cho tôi chiếc áo tân hôn, chứ đừng bắt Triệu Sơn phải chịu án lương đài. Có thế chứ. Hãy vùi dập thân tôi tan nát dưới tay ngài. Hãy dò xé linh hồn này thành tro bụi, cho lòng ngài thỏa mãn mong ấy. Thôi anh đừng tiếc thương chi, một bông hoa héo bên lề yêu đương mà anh Triệu Sơn phải chịu cảnh tai ương dương dòng lao lý. Cô Kim Mai biết điều lắm, thôi ta tha cho đó, về đi. Cô Kim Mai, xin cô hãy bảo vệ danh thân nhi nữ, đừng nghĩ tới tôi một kẻ hèn quân. Không dẫu anh là người quê mùa mộc mạc, nhưng biết trọng nghĩa nhân và kính ré bạc tiền. Không biết sợ gian lao, không hàng phục quy quyền. Anh là người đang sống thì không nên vì em mà hủy hoại một đời trai. Nếu có thương em thì xin anh trở về thảo trang lo phụng dưỡng phụ thân. Còn em có mặt thời gian vùi chôn một kiếp qua tàn anh ơi. Triệu Sơn, ta tha rồi. Hãy đi đi, đừng ở đó mà chẳng toàn tánh mạng. Thôi, anh hãy về đi. Thôi, Kim Mai hãy theo ta. Trời, Kim Mai, Kim Mai. Đứng im, chỗ đàn bà con gái người ta đi hái hoa mà anh cứ rề rề theo hoài à. Anh thì kỳ quá à, chỗ người ta đi. Khoan, khoan mà giả lý. Xin nàng cho tôi hỏi chuyện này. Chuyện này là chuyện anh Nguyễn Cang, ảnh là anh ruột của tôi đó nàng. Phải người đã thắng các tay dũng sĩ, hiện làm cận tướng của Đông Bình Dương, được cảm tình với quận chúa Thủy Tiên. Phải ảnh là anh ruột của tôi đó nàng. Cô Dạ Lý à, tôi muốn hỏi thăm cô vậy chứ năm nay cô được mấy cái xuân xanh, có nơi gá nghĩa trao tình hay chưa? Anh hỏi thì em xin thưa, tuổi em còn nhỏ nên chưa có chồng. Em ơi trời mưa bồng bồng pháp phòng, em chưa có chồng, em ở với ai? Em ở cùng một mình em hả? Một mình buồn lắm em ơi, những khi mũi cắn không ai vú mùng. Nói vậy thì anh bằng lòng vũ mùng cho em phải không? Vậy thì đi theo em nè. Đi liền. Tên kia đi đâu? Dạ bẩm ngài. Dạ. Có phải mi là tên bà con bộ hạ của Cao Đạt không? Dạ bẩm ngài, con đã bỏ phe Cao Thái Phó rồi, để theo phe Đông Bình Dương. Dạ. Thầy,
Kìa, Triệu Sơn, sao con lại ở đây? Kim Mai đâu? Thưa thầy, vì muốn cứu mạng Nguyễn Căng, cho nên em Kim Mai mới thuận ưng cùng tên Cao Đạt. Trời! Dạ, đúng như vậy. Dạ, cô Kim Mai cô không chịu làm đám cưới, nên cô bị Cao Đạt giam trong ngục thất. Hẹn trong 3 bữa, nếu như cổ không bằng lòng thì sẽ bị bêu đầu. Dạ thưa thầy, bây giờ làm sao để giải cứu cho Kim Mai? Phải, tôi vừa nghĩ ra một cách. Bây giờ em xuống nhà giam mà nói rằng công tử biểu đi xuống nhà ngà ngục dẫn Kim Mai lên lầu, rồi em cùng với cổ mới dông luôn, dông mà một mạch thì ra tới rừng. Hay đó, vậy thì anh phải đi liền. Nhưng xin ngài phải ở đợi nơi đây, vì nhà trời tối tôi sợ con heo rừng. Ta ở đây đợi ngươi giải cứu, bằng chẳng được thì ta sẽ liệu mưu. Và cách này là chắc chắn thành công, con xin kêu chạy dông luôn 4 giờ. Mùa đông kiếp quê phong, chờ ai bóng chàng trai bước vào đây, bước từng sai đêm vàng. Chờ ai mấy canh rồi buồn đêm bên sao rơi, lắng nhìn áng mây trôi giữa trời. Thưa quận nương, sao đêm đã khuya rồi mà quận nương chưa yên nghỉ? Còn ngài sao cũng chưa yên nghỉ, và ngài thức như thế được mấy đêm rồi? Có lẽ nhiều đêm lắm. Tại sao lại có lẽ? Vì lúc nào tôi cũng cảm giác cõi lòng mình chìm giữa đêm trường tâm tối, dầu lúc ấy là buổi sáng hay là buổi trưa. Ngài nói chuyện hay quá. Kìa, ngài có nghe thoang thoảng đâu đây một thư hương thơm? Một thư hương thơm của Hoa Thủy Tiên, mà Thủy Tiên là tên của một quận chúa. Nhưng kìa, tại sao quận chúa Thủy Tiên lại buồn? Hay kẻ này có điều chi xúc phạm? Dạ không, dầu làm tướng, ngài cũng có quyền tìm sinh thu nơi các loài kỳ hoa dị thảo. Và trong cảnh đẹp xinh của tạo vật, chúng ta đều có quyền trở về với con người bằng hình hài tình thương. Nghiêng là biết ta yêu đương xúc cảm, biết nghe tiếng chim đeo đùa, biết nhìn trăng mơ. Từ khi cánh tay này dung ương, lòng như chỉ say mùi cung tân, nên quên đi trăng buông tơ trong những đêm huyền ảo. Quên lắng nghe tiếng lòng có còn hoài mong. Kẻ này từng nghe la trở mình, nghe hoa nức nở, nghe tình yêu thương. Xin tương quân hãy theo em lên Thủy Tiên Lầu. Kìa, trăng tà nghiêng bóng, thời gian chẳng ngừng lại chờ ta. Đi, đi với em Nguyễn Căng chàng. Bẩm tướng quân, có 3 bóng đen ẩn vào nội thành. Chúng tôi vừa bắt được 1 tên gian tặc, còn 2 tên kia đâu, và còn đang lùng kiếm. Đưa tên ấy vào. Vâng. À kìa, một người đàn bà. Mi là ai? Vào đây với mục đích gì hả? Dạ, dạ thưa tiểu thơ. Không, ta là Thủy Tiên quận chúa. Hãy trả lời câu hỏi của ta. Xin Nguyễn tướng quân trả lời câu hỏi của quận chúa. Kìa, tại sao mi ăn nói lạ lùng thế? Đồ khốn mà. Nguyễn tướng quân chửi tôi à? Như thế nghĩa là gì chứ? À thôi, ta biết rồi. Ngài là con người giả dối. Chào ngài à. Dạ không, Thủy Tiên quận chúa. Thủy Tiên quận chúa, ha. Kim Mai, mày đến đây để làm gì chứ? Để cho anh biết rằng Đông Bình Dương cũng như Cao Thái Phố đều là những tên đế bá không đáng phò. Và để bày tỏ với anh một vài lời,
mà từ lúc anh ra đi tới nay em chưa bày tỏ được. Bày tỏ cái gì nữa chứ? Hay là mới muốn đòi lại chiếc áo? Được, để ta trả lại cho. Nguyễn Quỳnh ơi, áo của em là tâm, là huyết, là tình thương em kết lại tặng anh. Đây nè, áo của nàng ta dùng vào việc chùi ở dưới chân, hôm nay ta trả lại là hết ân hết nghĩa. Chào nàng. Khoan, Nguyễn Quỳnh ơi, dầu anh cố tâm vùi dập nghĩa ân rẻ khinh manh áo, nhưng em xin anh đừng vội quên một giọt máu chân thành. Mà trong lúc tiễn đưa đã in trên thân áo Ngự Hàng, đó là giọt máu tinh anh từ đáy tim trinh nữ chảy theo nguồn rung cảm vô biên. Áo dấu bạc màu mưa nắng theo bóng người đen bạc đổi thay, nhưng theo tháng ngày nó chẳng mờ phai vì tình xưa nghĩa cũ. Tình xưa là gì mà nghĩa cũ là gì chứ? Phải chăng những danh từ đặt ra để gạt đời hải bạn? Trời ơi, Nguyễn Quỳnh ở dứt bỏ hết những ngày qua mưa nắng, nở nặng lời chửi nghĩa chửi ân mà không biết rằng ai đã đi lạc lối sai đường. Anh hãy nhớ dùm mà em một sự thật chán chường, vì chạy theo ba lời danh mà anh đã một lần bị tước đai cân áo máu. Nếu không có em dám quát vào mình chiếc áo tân hôn, thì biết đâu giờ này thân xác của anh đã bị chôn vùi với nấm mộ điêu phong. Nguyễn Quỳnh, tôi không ngờ anh là một kẻ bội nghĩa giống ân, nghĩ tiếc cho công phu thân tôi tuổi già sức yếu, rung rẩy với tuyết trời đông luyện cho anh thành tay kiếm võ. Kim Mai, ngươi nguyền rủa ta. Nếu tôi là một kẻ không biết giữ lễ, thì tôi sẽ ném vào mặt chai mài đá của anh một câu nguyền rủa nặng nề hơn. Khốn nạn, khốn nạn. Nguyễn Can, tại sao anh lại đánh Kim Mai? Triệu Sơn, mày từ đâu tới đây can thiệp gì mày? Thằng khốn nạn mà. Trời, anh chửi tôi à? Tao chửi mày đó rồi sao không? Anh ơi, tôi từ ở trong các bụi bùn lầy dơ bẩn trồi lên đây để xem mặt kẻ bất lương. Dạ, tôi trồi lên đây để hỏi Nguyễn Can vậy thì tại sao anh đánh Kim Mai? Anh nỡ đánh người săn sóc cho anh từ bát cơm chân thuốc mũi chỉ đường kim, người đã hy sinh cứu anh thoát khỏi bàn tay hung ác của quân thù. Mày đến mày dạy khôn ta hả mày? Tôi đánh đây bằng một lá gan của kẻ chèo đò. Tôi tới đây tay không một khúc cây, một tấc tháp, mà tôi đến đây để nói với người áo vải hài rong. Người đã cùng tôi lặn lội dưới mưa giông, nhặt từng bó củi đổi gạo giang châu, và đã từng đó nâng nhau qua hồi đói con khát nước, và những khi rét mướt của buổi đồng tàn. Bây giờ mà chửi xéo tao hả mày? Tao cho phép thì về đi, ở làm thầy đợi một hồi là chết rồi mày à. Chết à? À, anh giết tôi chăng? Tự nhiên. Thì anh cứ giết tôi đi. Anh giết tôi cho đậm đà thêm tình bạn, cho tỏ rạng nghĩa thâm giao. Anh cứ giết tôi đi, cũng như anh giết bao nhiêu người khác, thì chắc chồng cao ngất làm than cho anh trèo lên tột bực mà giật lấy vinh quang. Áo mão xuê xoan, tha hộ anh chém giết, miễn sao đời của anh có hương, có sách, có rượu, có thơ, và anh đây được lắm của nhiều tiền. Đó là lẽ sống là công danh, chứ cần chi đến giọt nước mắt mồ hôi đầy ân nghĩa của những người bạn hiền. Con áo thỏa hàng. Thiệu Sơn, mày nói cái gì đó mày? Tao nói mày là cái thằng phản thầy phản bản. Thôi về của Kim Mai. Đoạn tuyệt hết nghe mày. Ừ, kể như đứt quai chèo này thì thay quai chèo khác chứ gì. Kẻ ấy đi rồi,
Hãy bước lên lầu với em đi tướng quân. Nguyễn Cang. Ai thế Nguyễn Huynh? Kìa sư phụ, thầy đến đây để làm gì chứ? Để buộc con trở về đường chính, quay lại Thảo Trang, từ bỏ cam dỗ xa qua và bảo quyền. Thầy chỉ có quyền dạy tôi, thầy không có quyền bắt buộc tôi à. Đã đến lúc quá độ và cần thiết, thầy có quyền ghi cương con ngựa chứng. Thầy muốn giết tôi à? Nếu tướng quân tỏ ra hèn yếu với một lão đạo tặc, tướng quân sẽ bị hại. Quận chúa an lòng. À, Nguyễn Cang con giết thầy. Thầy giang ra. Thầy Nguyễn Cang, ta không ngờ mi tài giỏi, mi cương quyết, lưỡi kim của mi thật sắc bén tinh vi. Mi dám tung ra khỏi gió để chặt đứt một cánh tay của một ông thầy đã rèn luyện cho mày được nên danh. Ta nghĩ tiếc công linh, chưa đâu có buồn vì thân sinh. Máu đó tuôn rơi ước mình, phải chăng trái càng mỏi thâm tình. Sụp đổ bao công trình, cắt lìa lời đinh. Thầy đã hành động, Nguyễn Huynh không nên do dự kinh hoàng. Phải, đã xuống rung phải mạnh tay hơn nữa, bầm cho nát tan như một quá khứ tôi đen. Dầu trong quá khứ ấy có đôi, có nó, có tình, có bạn, và mang nhiều nỗi niềm cay đắng nghĩa ân. Qua những cơn mưa nắng long đông, có những trái tim chung nhịp sông cơ hàng trong những chiều mùa đông. Sương giăng lạnh khắp muôn trùng, có những đường kim rung rung, xe sương hàng lên Thảo Trang để rèn luyện cho một anh hùng, cho cuộc đời già gian sang. Có hình ảnh thước tha ôm thơ bên bếp lửa hồng, có người thôn dân đáy thuyền ngược nước sông, lo cho bạn hết lòng, không mang gì nghĩa ân. Thầy ơi, bởi con lỡ tay xúc phạm, thôi thôi máu tươi đã cạn ở tim rồi. Ta xin vĩnh biệt một người, trọn đời ta không quên. Mặt sỏi đá sương hàng mưa tuyết phủ, hồn cô đơn tại lạnh mây đông rồi. Ôm vào lòng muôn vạn ý đời tươi, mà trong mây có nụ cười thân mến. Mà thôi, mình hãy giọt gươm cho đỡ lạnh. Hãy dừng gươm. Kìa, cô Kim Mai. Dạ, phụ thân em bảo em dâng cho anh chung trà nóng nè. Dạ, miễn của tôi hàng ngày quen nước lá, chưa có lần nào được uống chén trà thôi. Anh thật là người chân chất. Dạ, đáng lẽ ra tôi không dám nhận chung trà. Kìa, tại sao thế? Vì tôi tự biết mình không phải kẻ tài hoa, thì không đang hưởng chén trà liên tử. Kìa, anh Triệu Sơn, anh đừng nói thế, mà em buồn và thông phủ cũng buồn. Anh hãy uống đi rồi giật kiếm. À, Triệu Sơn. Sư phụ. Đầu con hãy cùng thầy giật lại đường kiếm cho. Vâng. Kìa, sao sư phụ rất gươm? Triệu Sơn. Dạ. Trong cuộc đời hồ hái của thầy, đây là lần thứ hai thầy rớt kiếm ra khỏi tay, mà lần này thầy thấy mệt. Tiểu Sơn. Dạ. Thầy buồn là tự biết mình kiệt sức, nhưng thầy lại vui là thấy con đã tinh thông, con đang lên theo ánh sáng rừng đông để thay thế một đêm tàn chìm xuống. Con là hy vọng của cuộc đời cùng kim, mà thầy đã dắt hết tình hoàng của kim pháp gia truyền. Bằng niềm tin thầy có tiếc gì công linh, chỉ
dạy cho con được lão thông để giữ mình trước giúp và dân lành, sau nữa tạo cuộc đời quang vinh. Đừng như Nguyễn Cang đâm sắc say tình không còn giữ gìn một lời nguyện trung kiên. Bạch thầy chớ ngại lo cho bạc tiền hay tước quyền, sẽ mua được lòng Triệu Sơn. Bạch sư phụ một trái tim con đây quyết dạ không sờn, giữ sạch tâm hồn dầu cho cuộc đời giông tố. Đường dài gian khổ mới biết sức ngựa, vì vậy thì con hãy khắc ghi một lời thề nơi đây. Kìa thầy ho nhiều, để con đưa thầy vào tánh tiếp. Sao hôm nay tuyết lại rơi nhiều, ao mình từng lỗ rách, con ao này cũng hấp lãnh được đôi phần. Anh Triệu Sơn làm gì thế? Dạ tôi tập tắm sương tuyết cho nó quen giá lạnh. Kìa, sao Kim Mai lại buồn? Hay là tại tôi mặc chiếc áo này? Không, anh cứ mặc chiếc áo Ngữ Hằng. Phải, dầu nó là của một người khác, nhưng người ấy không bao giờ trở lại. Mà Kim Mai cũng vẫn chờ mong. Vì đâu có ai đoán lìa một cách dễ dàng với dĩ dàng. Kìa, một cơn gió thoảng, mấy chiếc lá vàng lìa bỏ cành xanh. Đã đến lúc lá phải xa cành, dù cành liên tiếp lá vàng cũng vẫn rung. Vì nó không tình không cảm, nó chẳng bao giờ tiện một kẻ ra đi. Nó chưa biết yêu và chưa biết tình khổ là gì. Nhưng nó còn đau khổ hơn người được yêu và bị phụ. Triệu Sơn nói sao? Tôi muốn nói một thứ tình yêu câm lặng, ôm cô đơn và chết lạnh dưới sương mờ. Như cội cây khô nơi quán trọ bên cầu, đã từng chứng kiến cho kẻ lữ hành cách bước và một người lao ngắn lễ tiễn đưa. Nhìn người ta tặng cho nhau kỷ vật ấy, anh chết mất cả cõi lòng, trong khi kẻ ở như người điên ở rằng nó là một vật vô tri, nó không tình không cảm. Phải Triệu huynh mượn cành cây buông nhiều chiếc lá vàng rơi rụng để nói lên niềm tâm sự. Kim Mai ơi, Kim Mai cứ nhớ không trải qua biết bao đêm trăng sáng, mặt nước tầm dương đã dệt sông kim cương, có một mái chèo đưa Kim Mai xuôi ngược bán tơ tầm. Một chiếc thuyền đơn đã vượt sông âm thầm, mặc những lúc xuôi dòng ngược nước giữa nhiều cánh sương lạnh nó phủ văng. Có Kim Mai ngồi giữa khoang thuyền, dầu không nói một lời mà lòng tôi thấy ấm, quên hết mọi gian lao, mong cho thuyền đầy đừng tới bên để đêm dài hay đưa được gần nhau. Kim Mai ơi, tôi đã yêu Kim Mai lâu lắm, nhưng tự biết mình không phải là khách tài hoa, cho nên tôi có nén lầm để dập tắt giấc mơ rồ dài. Nhưng Mai ơi, tôi càng dập tắt thì lửa lòng càng hung cháy, để chỉ thở dài mà tủi tẻn thân đơn. Mãi cho đến một chiều thu năm ấy, không biết từ đâu tôi đưa về một chàng trai diện mạo khôi ngô, thế là tôi tự tạo giữa tôi và Kim Mai có một bức tường ngăn trở.
Vì từ đây nơi Thảo Trang bắt đầu có thêm một bóng người kiếm sĩ hiên ngang, mà đường kiếm đầu tiên đã cắt lìa tia hy vọng, mà tôi đã dưỡng anh qua mấy độ đông tàn. Sơn ơi em là gái như quá đời mới nở đâu, độc suốt tim anh mang nặng khối u tình. Anh chưa nói yêu mà đã khổ, còn em đã nói yêu càng đau khổ nhiều hơn. Hỏi thế gian có mấy nghĩa yêu đương, mấy đường tơ đôi, mà cách tìm yêu luôn luôn bị buộc trói trong cảnh tình ngang trái. Kẻ yêu bị phụ, còn người yêu không dám nói ra. Chịu sân phải chăng hai ta đọc một nỗi khổ đau? Và khi anh nói tiếng yêu, kẻ được anh yêu đã để nhạt đôi chút hương thơm yêu quá buồn rung cảm ban đầu. Kìa, hình như có quân giặc đến gần. Có lẽ quân Cao Đạt và Đông Bình Dương sắp trận, vì đây là một vùng nằm giữa hai phe. Quân! Dạ. Đó, hãy tàn sát quân Cao Đạt. Dạ. Nguyễn Cang, hãy dừng binh và rút về, đừng gây máu đổ. À, Triệu Sơn, giữa tôi và anh thâm tình đã rạn nứt, nhưng đừng để nó tan vỡ, xin anh hãy rút binh. Thôi Triệu Sơn, quyền mày chứ nói chuyện thâm tình, ta đến đây với áo giáp gươm vàng, cầm đầu quân binh để mà trừ giặc loạn. Đâu phải tìm mi nói chuyện nghĩa nhân, mi lại ba qua làm thầy đời giảng dạy. Trốn đi mày ơi, mày đừng có ngu dại, rồi xa lì con đò dập ở bên tầm giường. Nguyễn Cang, ta không ngờ ngươi tự tôn tự đại, xem người thế gian là ngu si, là ám muội, là yêu hèn, là nhát gan, sợ chết không dám đương đầu đối địch với một kẻ nhát khí rùng kỳ. Triệu Sơn thấy ra mi vẫn ngang tàn, nhưng ngày nào ta có một lá gan, ta muốn xem lá gan của kẻ chèo đò, thì cứ nhảy vào để học thứ đường cung. Trời ơi, kim ta đã gãy. Kìa, Nguyễn tướng quân lại về đến Thủy Tiên Lầu, đúng vào lúc tôi cử hành hôn lễ với Cao Đạt. Thủy Tiên, nàng có chồng, nàng ưng Cao Đạt, nàng nỡ tàn nhẫn với tôi sao chứ? Không, không có vấn đề tàn nhẫn hay không tàn nhẫn. Trước đám cưới của một cô gái lấy chồng, đã tới giờ tôi bước lên xe hoa vĩnh biệt tương quân nha. Thủy Tiên, ta xé nát áo tân hôn. Ông ơi, xin ông đừng giận con và chú Bạc, con là tay chân của quận chúa. Và con kính ông đừng che che cao mà ông đã ghét dơ và liền bỏ trong nhà. Hồi nay con lắng nghe, con mới biết ông lầm lạc đàn bà, mới biết chị Thủy Tiên vô cùng tàn nhẫn, nỡ cứ gạt ông rồi làm đám cưới với người ta. Vậy mà hồi nãy dân qua phải về, con chẳng thèm ra chúc mừng, thấy ông bị xua đuổi lắm lời, mà làm cho lòng con vô cùng thương mong. Cảm ơn em và bạn con biết xót thương đến một người lỡ bước. Một đứa trẻ khờ, dẫu ghét dân, con ông ấy nghĩ chút lòng này. Vậy ông hãy mặc đi để đỡ sương che gió, trong những ngày ông đi đó đi đây. Ông ơi, con biết chắc rằng ông đi là không bao giờ ông trở lại. Để vậy con mua kim dưới trăng, thì chiếc áo này nó sẽ thay thế cho con, để tỏ lòng lưu luyến mến thương ông. Trời ơi, tình nghĩa vẫn có nằm trong lòng một đứa con nít, mà tại sao tim ta không có chút nghĩa tình chi? Thôi em và bà con hãy về cho ta cất bước nha. Ông, nhà ông ở tại nơi nào, làm sao ông ngủ chỗ nào, ông ăn
mẹ cha bè bạn còn không, hay là trớ tội thân ông một mình. Lẽ nào thân ông linh đinh trôi nổi như con đò không lai giữa dòng sông. Cối bay có bếp lửa hồng, lá cờ có cội nước sông có nguồn. Mồ côi cha mẹ như con, cũng còn có chú bạc con thương tình. Còn ông là một thanh niên, lẽ nào như thế con chim lạc đàn. Thủy Tiên em, dạ, đã đến chùa cổ dân, ta hãy dừng lại nơi đây và em hãy dạo lại cung đàn huyền diệu. Dạ. Lũ bay dẹp ngay cung đàn diễm áo, và chúng bay hãy cút ngay khỏi cổ tự tôn nghiêm mà ái ân tình tự, rồi cắt hồn chúng bay ra nga muôn mảnh để yêu đương. Nguyễn Căng nợ trái quen, trời xui ta lại gặp một lần này đây thôi, rồi chia cách âm dương. Mi đã hết thời rồi mới xúc phạm cao lăng quân, dạ, hãy làm cho non ấy mù hết trông thấy nhân gian. À, trời ơi, quân tiểu nhân khốn nạn, đáng tàn nhẫn dùng gươm mà hủy hoại cuộc đời ta. Phải, mi phải mù chôn cuộc đời trong đêm tối, sông lê la mà sám hối mộng công hầu, vĩnh biệt người. Sao đã? À, mi đã gặp Triệu Sơn thì mi phải đền tội. Chết ta rồi. Anh Nguyễn Căng. Trời, Nguyễn Căng, con đã mù. Thầy, Triệu Sơn, Kim Mai, sư phụ ơi, con phải mù để không thấy đời nhung râm, cho lòng con bừng sáng nghĩa trai. Con phải mù để ôm hình phạt trọn đời. Con lại sư phụ Kim Mai Triệu Sơn hãy ban cho một lời tha thứ. Thương đã là tha thứ. Anh Triệu Sơn, anh ơi, anh mặc chiếc áo ngữ hàng mà khiến tôi nhớ chiếc áo ngữ hàng năm trước. Phải, đây là chiếc áo ngữ hàng kỷ niệm. Trong một buổi tu tàn trải bao cánh phủ phàng, nhưng nó vẫn còn tinh anh. Tôi mặc nó vào thân trong những ngày sang đông. Còn tôi bỏ nó ở vệ đường, dứt nghĩa tình thâm ân. Tôi đã 2 năm qua, tôi vùi lấp cả mộng huy hoàng. Anh gây mưa gió ngập tràn trên bước đường công danh. Rồi nay phong vũ vừa tàn thì bao người cũ vẫn còn để chiếc áo cỡ hàng đã bọc nhiều nghĩa ân. Con xin lại sư phụ, vĩnh biệt Triệu Sơn và Kim Mai nhé. Nguyện can con, từ đây con mượn cửa Phật đài, áo chùa sẽ ủ xác thân tội lỗi, đuốc từ bi xoay sáng tâm lòng đen. Lặng nghe gió đông lạnh giá, tuyết trắng lâm tâm rơi, lòng như thâm bao niềm nhớ. Có nhớ có tiếc gì, ngày tháng trôi mau, ngày tháng trôi mau, tình đã phôi pha rồi. Niềm mong nhớ sao còn thắm, đã bao ngày tháng có nhớ biết nhớ ai, tình thôi đã tan thành khói. Gió rét vẫn rét hoài, trời tuyết vẫn rơi rơi đá.
đâu? Dạ. Đi đâu? Dạ. Ai cho ông vô chỗ này? Kha Minh con, con đã lễ phép với người có tuổi, mời ông ta vô trong này nè, xem chuyện người ta đó lạnh lắm đó. Vô đi, ngồi đây nè. Dì Giang Ngọc ơi, cho một thỏi bánh mì. Sao cậu về sớm vậy? Mà nay sao cậu ăn ít vậy? Còn cho lão này nè. Ủa, ông ấy là ai mà lại vào nơi đây? Đàn cho đâu cũng vang tiếng im hơi, sao tôi không nghe chúng sủa để hắn tự tiện vào ra? Có lẽ là lão đã quen hơi. Kha Minh, cậu nỡ xem người như con vật, khinh miệt kẻ rách áo đói cồn. Thôi hãy ăn đi, đừng có hổ sướt. Này cậu nhận đi thỏi bánh mà trả lại tôi giá trị con người. Ông là ai, quê quán ở nơi nào? Tôi vốn ở đây Bạc Cửu Hồ. Ông ở đây mà sao tôi thấy không quen? Vì thời gian là vì lưỡi dao đoạn tuyệt mọi thâm tình, là vì thuốc nhiệm màu giúp cho con người trong thiên hạ mau quên. Kha Minh, con đi lo việc đi. Ông, rồi sao ông trở về quê? Thưa bà, vì trước kia tôi đi ngang vườn hoa của một nhà trưởng già, lén giang tay trộm hái đóa tường vi. Không ngờ dưới mấy đài hoa long lánh hạt sương mai, có gai nhọn đâm vào bàn tay rỉ máu. Mấy mươi năm giang hồ khắp nẻo, trong thâm tâm tôi vẫn muốn tìm lại hạt máu rơi, mà vì sinh kế phải cách biệt mấy năm dài. Đường trái trăng xa mộng nhỏ cũng hao gầy, kỷ niệm lúc thiếu thời nhiều êm đềm chua chát cũng phai mờ như một áng sương buồn. Không gian thu gọn trong đôi mắt u buồn, muốn nhắm lại để đuổi xua nguồn tin tưởng. Nhưng tôi không quên được đóa hoa hương lần đầu tiên đã nghe làm cho tim tôi phải tuôn dòng. Một người quen nào để nhân tâm sự. Bà ơi, cách xa nghìn trùng mây nước, khi trở về tôi nào hay dòng nhã nghi gian mấy lượt. Đã từng nếm phong vị giang hồ, tôi còn có một người quen thuộc, nhưng xem tôi không hơn một con vật, chỉ vì tôi rách áo gói côn. Đứng trên quê hương sao mình trở thành lạc lòng bơ vơ, bao người quen thuộc ngày xưa đã trở thành thiên cổ. Lòng tôi lạnh lùng hơn đáy mộ, và nhìn cuộc đời xanh ngắt một màu trôi. Anh cũng đã tỉnh được à? Hôm nay không đi được, gió lớn quá. Lão này ở đâu, vào đây làm gì đây? Ông ta đói quá nên xin một thỏi bánh mì và tạm đánh gió một lát sẽ đi. Nhà này không tiếp hạng ăn mày. Nhưng sao mới gặp mặt mà như đã quen nhau từ kiếp trước. Ai làng? Dạ. Em hãy vào làm đồ nhắm đi. Dạ.
ngồi đây đi, ngồi để uống mừng buổi sơ giao. Ông bạn chắc đường đời cũng lặn lội nên trong vẻ mặt lắm phong sương. Chiều nay do lạnh mùa đông đã thổi tới một người không quen biết, mong rằng trong men rượu nồng thấm thiết sẽ gợi niềm thân ai sơ giao. Tôi 42 mùa đông gội trắng mái đầu, thời niên thiếu đã vào tù ra khám. Có ở tù nữa à? Về chuyện gì? Số là ngày xưa tôi vừa 22 tuổi. 22 tuổi? Dân 22 tuổi. Rồi sao nữa? Vì nghèo vợ chồng tôi không được đầm ấm, vợ tôi bỏ nhà ra đi để lại cho tôi một đứa con mới vừa 6 tháng. Ô tệ làm sao lòng dạ đàn bà. Nhưng bây giờ con ông ở nơi đâu? Vợ ông bỏ đi ông vẫn nuôi nó nên người. Gần 5 năm trời cha con hiu quạnh, là 5 năm vợ tôi sống với chồng giàu. Vì không có con chồng sanh tật cờ bạc rượu chè, nàng đến gian cầu tôi để lại con nàng nuôi. Ô nuôi làm chi đứa con khát máu trước mắt chi gai nào có hạnh phúc gì. Thì hãy để ông nói hết xem sao. Tôi mới mắng giết vợ tôi thầm tệ nặng nề, nàng nổi giận cầm dao đâm tôi giữa ngực. Tôi tránh một bên nàng mất thăng bằng, nàng lảo đảo ngã chuối xuống một góc bàn. Chẳng may dao xuyên ngực nàng bị chết luôn. Như vậy nhất định bị quan rồi. Dân, tôi bị kết án 20 năm khổ sai, bị đài đi An Bình Sơn, nhưng được 4 năm thì chính phủ ân xá trong một đại lễ. Kể ra tôi cũng còn có phước hơn quan sơn nhiều. Quan Sơn! Trời! Quan Sơn chết rồi sao? Dân! Ông bà cũng biết Quan Sơn nữa à? Hắn cũng bị mang án quan sông nơi sơn lâm chương kia. Một năm sau thì hắn chết. Hắn đã đếm từng ngày bằng nước mắt với thương đau. Quan Sơn chết thật rồi sao? Dù bị cướp tình yêu khổ đau tràn dân, nhưng hắn quyết không nghĩ việc trả thù. Quan Sơn thật là người quân tử. Đó là lời nói sau cùng mà Quan Sơn dùng để trăn trối dân. Dân, ông là ai cũng biết Quan Sơn sao? Chính tôi là kẻ thù của hắn. Tôi đã trưởng thành trong tội lỗi, khi tóc qua râm mới có thời gian sám hối. Tôi giết người để đổi lấy một tình yêu. Khả Ly, anh giết Quan Sơn, nhưng ai đã giết cha tôi? Quan Sơn chết kể như tội anh đã có người thứ tha. Hai làng, cha em chết chỉ vì em. Vì em mà anh giết cha em đổ tội cho Quan Sơn. Tên sát nhân, đừng chạy trốn, đừng nghe để đền tội giết người. Mà cho tôi xin, tôi không muốn chứng kiến một vụ giết người tại đây. Khả Ly, ông hãy đi đi. Ông là người ngoài cuộc. Thưa bà, tôi là người trong cuộc. Vì chính tôi đã đốt đuốc lại dĩ vãng tối tăm. Dầu đây là chuyện riêng, nhưng tôi tự nghĩ cũng có quyền đáng giá. Chỉ vì bà mà hai người chết cũng là quá lắm rồi. Sung sướng gì mà bà giết thêm một mạng thứ ba. Trời ơi, chỉ vì tôi làm vợ kẻ thù Quan Sơn. Chỉ vì em làm anh mang tội tù cho đến chết. Thưa bà, trước khi nhắm mắt, Quan Sơn còn gửi một kỷ vật cho cuộc đời bạc bẽo, tôi mang theo cho suốt kiếp cô đơn. Đây là kỷ vật của Quan Sơn. Dân, đó là mấy sợi tóc đã quên bụi lao tù miền sơn cước, đã rụng dần theo năm tháng phôi pha. Quan Sơn lượm từng
sợi tóc bỏ vào bọc vải thô và đem đến trong những giờ nhàn rồi. Hắn thường bảo với tôi rằng tóc không có tội, nhưng vì sớm yêu đương nên tóc dội phai màu. Từng sợi tóc rơi, từng lời quốc ghi hận nghẹn ngào. Sau những ngày trả nợ tội đồ, chân đau sỏi đá trong đêm tối chập trùng, hắn thao thức mà kể chuyện ngày xưa. Hắn thường mơ được trở lại lại quê xưa như con trẻ một lần rồi nhắm mắt. Mơ ước nhỏ nhoi mà trọn đời không đạt được, hắn phải ra đi cho trọn đoá đài. Nếu bà thật lòng còn yêu thương tóc hùng, tôi xin tặng bà để ghi chút kỷ niệm. Trời sống trong yêu hận tràn dân, em đã sống bằng những ngày tháng chết. Trời ơi, những sợi tóc thay cho lời vĩnh biệt, anh đã chết đi trong vô nghẹn ngào. Ôi, người ta đã hành tội người vô tội, tóc rụng dần theo ngày tháng dân thân. Chiều à đông gió lạnh sương hàn, đem hồn kỷ niệm làm tràn qua tan. Xa dù xa hẹn đừng quên nhau. Rồi những đêm thu trăng sao bát ngát, em sẽ là làng gió khuya hoặc ru anh dịu dặt giấc mơ
sống mình qua sa mạc là cơn mưa rào tươi mát hồn anh. Là kẻ đón đời xưa kiếp yêu anh, tình yêu duy nhất em đã trao cho anh rồi đó. Anh với em hòa chung nhịp thở như lá chung cành chìm liền cánh giữa trời xa. Qua bên ấy một màu hoa tím xưa. Đã bao lần tôi cố tìm quên, sao vẫn nhớ sắc hoa nằm nở. Dù thời gian rơi đi nhớ thương, dù đời hoa vàng phai úa tàn, nhưng màu tím không tàn trong tôi. Rồi một mai anh về cùng các bụi em sẽ là bia đá ngàn năm ghi ta tâm chung tình. Sẽ là chim quanh ru anh yên giấc trọn đời. Em sẽ là loài hoa rực sắc gợi gió mang hương về ướp ngọt tình anh. Em sẽ là cây cao bóng mát nhẹ nghiêng mình che nắm mộ thân yêu. Là dần trăng khuya vàng vàng khẽ gian soi giấc ngủ người tình. Nếu một mai không còn gần anh được nữa, em xin là hạt bụi giữa hư vô, là ngọn gió ngàn năm phiêu lãng tìm bóng người yêu khắp biển rộng trời cao. Để đêm đêm em hỏi những gì sao, trên cao đó có thấy nơi nào anh ở. Em sẽ hỏi dòng sông đất bồi đất lở, nhờ cánh chim bay khắp nẻo đường mây. Sông ơi có chạy về trăm ngã, chim có bay khắp nẻo trời cao. Xin mang giùm tôi lời thương nhớ gửi người xa khúc bóng chân trời. Anh đã bảo với em con đường duy nhất, nẻo tình yêu ta sẽ gặp nhau. Dù yêu là chịu khổ đau, bước chân đã liều ta cứ tìm. Hương đài ơi xuân đã về, những cánh bướm tung bay trên đồng cỏ. Giảng cành xuân nảy lộc mai đào, xuân đã đến để đổi thay màu vũ trụ. Và niềm vui đang sưởi ấm tim em. Kim Bình ơi chàng có biết không, em vừa theo xong chiếc áo đúng vào lúc đầu xuân có chim hát qua cười ca ngợi cuộc lương duyên. Một đám cưới đẹp xinh hơn anh nắng mai tinh bình. Hương hoa sẽ ngào ngạt sông ra ngàn dáng dầm.
một đám cưới giữa mùa xuân sẽ tiền miên vững bền. Đây là một tấm lụa hồng mà được dần thái dương hậu âm, em mặc áo để tặng chồng mà kỷ niệm mối tình duyên nồng thắm. Bao mộng đẹp phái ân đều gom vào áo gấm, một chiếc áo của nàng tiên ủ mộng đẹp triền miên. Kìa anh Tích Cơ, anh Kim Bình, đây quân lệnh của vua truyền cho anh phải lập tức dẫn 200 quân đến trấn thủ biên cương để ngăn cản quân Kim cho đến khi nào yên giặc. Cho đến khi nào yên giặc? Trời, chúng ta sắp phải xa nhau. Lệnh truyền kia là một tiếng sét nổ ngang đầu. Xa nhau, giờ ly biệt chắc gì không là lần nhìn quyết. Thôi, em hãy tin sẽ có ngày anh trở lại, rồi tình ta suốt kiếp được vuông tròn. Thôi, tạm biệt em. Anh ơi, nắm lấy tay. Em ơi cách núi xa rừng, ra đi ngoài quan ngại muôn trùng, anh như cánh nhàn biên cương lạnh lùng. Anh ơi đường mịt mù xa xôi, người đi ngoài vắng lý người, khuê trung mắt mòn mong nhớ. Em ơi đừng u buồn lưu liên đừng nức nở, em ơi dù chia ly đừng ai bi. Kim Bình hãy lên đường đừng lưu liên nữa. Công nương Phương Đài. Thưa nguyên soái, ngài đến đây có chuyện gì khi phụ thân tôi đi vắng? Tôi đến đây là muốn gặp Kim Bình. Kim Bình đã ra đi khi nhận lệnh. Phương Đài, Phương Đài, có lẽ nàng thấu hiểu tâm tư của tôi. Tôi đã yêu một võ tướng như tôi, tiền sắc đa bỗng trở nên mềm yếu. Tôi đã yêu một chàng dấp mỹ miều. Phương Đài, xin ngài chớ nói nhiều, đừng lừa gạt một chuyện tình đau khổ, đừng thiêu găm qua với bao lời dụ dỗ để mong làm rung động một con tim. Thứ Yên, hãy im và ra khỏi nơi này. Bằng cái lệnh, ta sẽ bóp tan thân xác. Dạ, xin kính chào nguyên soái. Dạ, tôi xin chào thượng công. Giữa đêm khuya như thế này, ngài đến đây chắc có điều chi cơ mật. Có chứ, tôi muốn nói với ngài một chuyện là thượng công cửu quy, ngài có tài, ngài có công, ngài có đức, thì ngài phải nắm lấy ngôi vua cho mong tố được hùng cường. Sao lại khư khư với hai chữ trung thành, từ thở tóc xanh đến ngày đầu bạc. Còn Vương Hán thì chẳng có tài ba, cơ đồ này do một tay gầy dựng, mà ngài phải cúi đầu đi thờ phương một kẻ bất tài chẳng có công chi. Phải nghe ngài nói tội đây mới nghĩ lại, chung với kẻ cướp công là mưu sĩ khờ dại. Dạ của tôi là một chính nguyên xoay, quyết gì ngài mà kiến tướng với điều binh. Mộng của tôi nuôi nâng đã lâu qua ngày, nhưng chưa có người giúp sức như tướng quân. Vậy thì hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau rồi, ta sẽ bắt đầu gây dựng lại tương lai. À, hãy nắm lấy tay, đứng sát vào nhau, để mộng lớn của ta thành sự thật. Và ngày mai đây, ta sẽ là chúa tể của Đại Mông Cổ Hùng Cường. Mông Cổ Hùng Cường. Thưa hoàng tử, chúng tôi muốn biết kẻ giết vua là ai. Là ai? Các ngài có biết không, kẻ giết vua là một thần tôi trung tín, là một võ tướng hiên ngang, đã từng đánh Bắc Việt Nam để dựng nên cơ nghiệp của Thiên Triều.
rồi nay nó lại thi vua để mưu định việc gì. Các cửa cung gì nó trọn quyền xuất nhập vì nó là người tinh cận của nhà vua. Thế cho nên nhân một cuộc mật đàm quan trọng tại lãm thơ đình nó mới thừa cơ dùng thanh đoạn đao đâm vào cổ vua cha để kết liễu một cuộc đời vương chúa. Phụ vương ơi, mới hôm qua phụ vương còn cùng bá quan nghiến ngẫm thì nay bỗng trở thành một xác lạnh vô tri. Trời ơi, máu đỏ tuôn rơi, thân phụ vương bằng hoài với vết tử thương mà không cùng con trăng nghe trối một lời nào. Có lẽ phụ vương không kịp trông thấy mặt kẻ thù, nhưng may thay nhờ có bá quan hay kịp chạy tới liền đỡ xác phụ vương. Dù cho kẻ xác nhân kia có mau chân chạy khỏi nhưng còn để rơi một tàn vật thi vua, đó là lưỡi dao này còn đẫm máu vua cha. Bá quan nhân võ, các ngài có biết không, đây là một lưỡi dao cán vàng cân ngọc của phụ vương tôi đã trao tặng cho một viên thần tướng để tưởng thưởng công lao. Thế mà hôm nay chính nó là những tâm thi chúa phải chăng giết vua để giành quyền trị nước thống quản giang sang. Nhưng không trời đất công minh cho nên lưỡi dao này đã giúp cho ta truy tầm mà ra thủ phạm. Và lát nữa đây nó sẽ chịu cực hình đau đớn đền tội thi vua trước mặt triều thần. Nhưng thưa hoàng tử, kẻ thi vua là ai? Là ai? Là kẻ đã từng quỳ lụy dưới chân vua mà lời trung tín luôn luôn sẵn sàng trên đầu lưỡi. Hãy đem nó đến đây trị tội. Kìa, thượng công Mã Cử Huy, hãy đưa nó lên đoạn đầu đài lập tức. Cha, cha, hoàng tử, tại sao cha tôi bị tử hình? Tại sao hoàng tử nhẫn tâm truyền lệnh xử tử cha tôi là một lão quan? Từng trái thân quá rõ ràng, nàng khóc đâu bằng tôi đau. Nàng hãy xem kia xác chết giữa linh sàn mà hồn chưa tan, đợi máu thù mới giải quan. Vì tôi xin khuyên nàng nên khóc giùm cho gian sang. Hoàng tử, hoàng tử ơi, cha tôi là tử tội, vậy ngài hãy giết tôi để thế mạng cho cha già. Nguyên soái tôi xin cúi lại ngài, hãy cứu giùm cha tôi.
Phương Đài, tôi cũng muốn giúp nàng để cứu Thượng Công thoát khỏi tay thần chết, nếu nàng bằng lòng ưng ta. Dạ không, thân hèn cô đơn không đáng gài ôm mong vào lòng. Đời nhiều quá thôn trong nhung gấm xá gì tôi ơi. Nếu nàng vô tâm xem tôi như phường ông bươm đùa giỡn, dám đâu ép này tình yêu cao quý hơn là thân cha. Quan, ngài hãy cướp cha tôi về cõi sống, thì thân tôi nát tan muôn mảnh cũng không mà. Đời nhung gấm cần chi hướng có dài, chim phượng hoàng đâu thích đậu cành tre. Cho nên tôi chỉ sợ ngài khinh tôi là bụi đường dơ áo màu, chứ tôi nào có tiếc gì đâu, một chút đào hoa đã phai tàn nét thâm. Phương Đài, nàng cần một người trai, ta có sẽ hy sinh dành lại niềm hy vọng ấy, nhưng tại sao nàng vô dữ chứ? Ngài ơi, quá giàu đẹp cũng có ngày tàn, ta còn ơn dưỡng sanh muôn thở chẳng phải mờ. Tôi không muốn bị người và ta cướp mất đi một hình ảnh tôn thờ, cho nên ngài sẽ vì tôi mà cứu mạng sống cha tôi. Thì chính ngài là thánh là thần, là người ban ơn tái tạo, ngài có đủ quyền quy thượng đế để đáp lại lòng ngưỡng vọng của chúng sanh. Phương Đài, nàng đừng buộc ta phải liều lĩnh, làm một việc chỉ có lợi cho nàng. Không lữ mộc chinh tôi không bao giờ bắt buộc ngài làm một vật hy sinh vô lý, vì tôi không phải là gỗ đá vô tri. Ngài mau ra tay cứu mạng cha tôi, để hồi sinh lại lòng tôi một mối tình thiêng liêng phụ tử. Thì tôi tên Mạc Phương Đài này xin thề hiến trọn tấm thân quan, đem tóc tơ để đền ơn tái tạo, và tôi xin đặt vào tay ngài với tất cả sinh mạng của tôi, để ngài được tự do mà sai khiến trọn đời. Mạc Phương Đài, nàng hứa yêu ta. Vâng, tôi xin thề. Được, ta đã tin, và ta sẽ đáp lại mối tình nàng bằng máu đỏ. Nàng hãy đợi ta. Kìa, tại sao ngài dừng bước và trông chiêm gì mà dồn dập xa xa? Đã trễ rồi. Ngài nói sao? Trong chiên kia đã kết tội một tử tù. Trời, cha tôi chết, cha. Tôi sẽ trả thù cho nàng, tôi sẽ chém đầu Kha Cát. Kìa, lũ sát nhân đã trở về. Kìa, nguyên soái muôn gì? Ta chém đầu mi. Mộc Chinh, xin anh hãy dừng gươm. Mộc Kiều, xem là ngăn ta đừng giết Kha Cát. Em không ngờ anh lại tham vọng, lại điên cuồng, làm đảo lộn nghĩa tình tôi chúa. Hoàng tử, hoàng tử hãy đi đi cho xa tai họa. Còn anh hãy thâu gươm mà trở lại Tư Dinh, và anh hãy giữ ý định sát nhân, gây thêm chi tội ác mà người đời phỉ nhổ.
nhổ tên anh, một thượng tướng hoài danh. Hoàng tử hãy đi đi, đừng do dự, đừng hy sinh một kiếp sống đương thời, rồi quay thế sẽ lãng ơi. Mộc Kiều, tôi cảm ơn nàng biết xót thương tôi trước mưu đồ xoán ngôi của tên nghịch tướng hung tàn mà nàng là kẻ thông đồng. Hoàng tử đừng y lầm lòng chân thật, thôi nàng đừng gian lân. Hoàng tử Kha Cát, hãy giữ mình. Quan Mộc Chính, nếu anh muốn chém đầu Kha Cát thì anh hãy giết em đi, để chấm dứt một dòng máu liệt quanh đã từng rải vinh quang trên khắp cõi sơn. Hãy giết em đi để chấm dứt tình đệ huynh thân mến đậm đà, chứ anh đừng bước thêm một bước dài phản bội để trở thành tàn nhẫn bất lương. Hoàng tử Kha Cát chính là người mà em đã thờ phượng yêu đương, thì lẽ nào anh lại xuống gươm để giết chết nơi em một mối tình đầu son thắm. Mộc Kiều, hãy giang ra anh giết nó. Hoàng tử ơi, đừng hoài nghi một tâm hồn trong trắng, và hãy đi 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 lánh xa tài quái hùng kia làng muôn giáo gươm đang phố chặt hoàn thành. Tướng sĩ trung thần đều bó tay hàng phục, một thân người đâu chống nổi ngàn binh. Hoàng tử nhìn thẳng vào đây, mắt khổ đau long lanh ngấn lệ, để mà thấu đau tình em. Em không hề lỡ phai, còn ước thề buổi đầu tiên. Hoàng tử hãy đi đi, xếp thù hận đợi chờ cơ hội khác. Quân sĩ, dạ, hãy đuổi theo bắt nó. Đừng xua binh đuổi theo người thất thế là anh hùng, đừng giết kẻ vô thân. Anh hãy vì em mà để cho nó thoát khỏi hoàng cung tìm sanh lộ, hãy để cho nó sống lang thang bên lề đường góc chợ hay là nơi rừng rậm non thăm. Nó sẽ thấm thía được nỗi nhục nhã lần mòn bên bờ suối lạnh, như một con vật cô đơn bệnh hoạn, gượng kéo lệ là một tấm thân tàn. Không, Kha Cát phải rơi đầu. Quân sĩ, đuổi theo chặt đầu nó. Bao ước mong tan tành. Hãy múa nữa, hát nữa. Khoan, Tích Cơ, anh hãy giang ra. Các người kia, các người là nô lệ,
Đáng lẽ các người phải tắt liền hơi thở, nhưng ta nghĩ rằng các người còn cha, còn mẹ khóc ngày đêm để vang vái buổi đoàn viên. Quân, dạ, hãy tháo xuyền cho họ. Bây giờ ta tha cho các người trở lại nước Kim và hãy dẹp bỏ mộng điên cuồng xâm lược. Đi đi. Dạ thưa ngài, có hoàng tử tới. Kính chào hoàng tử. Có việc gì mà hoàng tử lại đến đây? Phụ vương ta đã băng hà, nguyên soái Mộc Chính đã cướp ngôi hoàng đế. Trời, vua chết, nguyên soái cướp ngôi, triều trung biên loạn. Hoàng tử, tôi xin hoàng tử hãy để cho tôi kéo binh về bắt Mộc Chính, mà dân tội phản loạn chiếm lại chiếc ngai vàng, đền đáp nợ non sông. Tướng quân hãy bình tâm, đừng nóng lòng vì quân vương mà chuốc họa vào mình, vì hiện thời Mộc Chính đang dây chặt cả hoàng cung để tiêu diệt trung thần và khắp bốn mặt thành, chúng xây rào giáo gươm. Trời ơi, không lẽ khoanh tay mà nhìn tên loạn tướng nó hoành hành, làm sụp đổ triều đình, rồi dân tình phải điêu linh. Dạ chào tướng quân. Kìa, bác Bạch Nô, tại sao bác đến đây? Dạ, thì lão đến đây lâu rồi. Nãy hoàng tử vô đó, chính lão đó, lão dùng ngựa đưa hoàng tử đến đó chứ. Rồi nãy giờ không dám vô, ngồi bên kia kìa. Ngồi hoài suy nghĩ rụng buồn quá nên ra tìm tướng quân để báo thêm một tin đứt ruột. Tin gì mà coi bác tỉnh khô vậy? Trời, không hay gì hết hả? Sao? Lộn xộn lắm mà. Lộn xộn lắm, lão đây nè, lão thấy cái sự lộn xộn đó rồi đó. Bác nói cho tôi nghe coi. Nghe không? Giả số là nguyên soái Mộc Chính thề rửa hẳn cho quần nương phương đài, vì chứng thượng tướng cửu quỳ bởi thi chúa mới bị đem hành hình. À, nghĩa là? Nghĩa là nguyên soái yêu phương đài, mà hoàng tử thì truyền lệnh giết thượng công, nên ổng mới nổi loạn đặng có toan mua lòng. Nhưng đúng lý là do âm mưu trước, hắn cậy nhờ tay của cửu quy, rốt cuộc rồi muốn mua chuộc tình yêu, cho nên mới giả bộ chiếm ngôi do nàng. Đó, cái chuyện nó vậy đó. Thật là hiểm độc. Bởi vậy chính lão tai nghe mắt thấy nữa đó. Trước giờ Mộc Chính sáng đế đó, phương đài đã hứa hiến trọn tâm thân qua. Hiến trọn tâm thân qua? Và sau khi sang đế xong, phương đài cười điên mới ngã mình trên tay bảo chúa. Trời ơi, phương đài đã hiến thân qua cho bảo chúa, nở vùi chôn câu ước thệ trong vàng son gấm lụa quy hoàng. Hoàng hậu là một ngôi cao ngất ngưỡng tàn, hoàng hậu ngôi vị ấy sẽ làm cho nàng say mê đắm đuối vậy mà ngà ta vẫn tin rằng khi trên vai ta còn mang một chiếc áo hồn cừu, là tình nàng còn son thắm đợi cho đến một ngày về trong buổi sáng đầu xuân. Nhưng mùa xuân ấy đã đi không về nữa, cũng như mảnh hồ cừu nhạt nâng phai sương. Thôi, tôi không muốn nghe câu ấy nữa, vì lòng tôi không muốn tin rằng nàng nỡ để cho tôi ôm sầu nơi quan ngại, trong khi nàng cười say nghiêng ngửa giữa điện vàng. Chúng nó cười để gieo tóc tan mưa gió phủ phàng, chúng nó cười cho giang sang điên đảo, cho tổ quốc điêu linh.
Lữ Mộc Chinh ta sẽ kéo binh về chặt đầu bảo chúa vấn tội phương đài, cho cung vàng tan khói hận, cho mây sầu đừng phủ lạnh biên cương. Cuộc đời như giấc mộng, lòng người như biển rộng khó đo lường. Làm sao mà tin được, phải không ông? Phải, ta đã điên nên ta mới tin lời ân ái, rồi bởi tình nên ta mới cam lòng ôm thảm bại chúa cái phương đài. Ôi phút chia tay biết bao lời ân ái rót vào tim anh, có dòng lệ chảy theo và em thỏ thẻ với anh rằng anh ôi nắm lấy tay em rung rung truyền hơi ấm tình thương. Hẹn nhau mùa xuân ấy tao cùng, vậy mà lời ấy ân xưa đã vội rơi theo lá rụng ở bên đường. Đành rằng sự thật là vậy, biết đâu phương đài vì bị bắt buộc không cưỡng nổi với bảo quyền mà phải ưng thuận, tương quân nên hy vọng. Bạc bạch nói tôi cũng ước mong như thế cho lòng tôi đỡ nỗi đớn đau, vì hiện giờ quanh tôi trời đất tôi đen, không khí chết đè lên hơi thở, trước mắt tôi là một triều đình sụp đổ, dưới chân tôi là hổ thẩm chân ngang. Trời ơi tôi chỉ còn thanh gươm và niềm hy vọng, nếu mùa xuân đã chôn vùi ước hẹn thì tôi chỉ là một tên lính cô đơn đi lạc giữa đêm trường. Nhưng không, phương đài Mộc Chinh nếu chung bay quyết tâm xây đắp mộng điên cuồng, thì ta cũng quyết tâm phá vỡ để đem về cho xứ sở một mùa xuân. Kìa, Tích Cơ, anh đã về. Phải. À, Thư Yên, Kim Bình, người vẫn dung túng cho tên nô lệ Thư Yên này à? Tích Cơ, tại sao hôm nay anh có ngôn ngữ và hành động lạ? Vì ta đã đầu đại đế Mộc Chinh. Trời, tên phản nghịch, ta sẽ giết mi. Khoan, Kim Bình, có ta đây, hãy đỡ lấy gươm. À, trời, Tích Cơ, mi len ám sát ta. Ta đã bảo sự thảm bại dành sẵn cho mi ở mọi chiến trường. Chỉ cần một nhát gươm của tên hạ tướng ta cũng đủ làm cho mi run rẩy rơi gươm. Kim Bình, mi đừng trách ta độc ác, chỉ vì chính ta chịu sự sai khiến của tình an. À, Mộc Chinh, mi nỡ khất nhượng ta, giờ đây ta mới rõ được tình nàng, mi hãy giúp ta đi. Không, ta không cần mi chết vội, mi hãy sống để nghe từng tế bào mòn mỏi, chết lần hồi theo kiếp sống thê lương. Tích Cơ, dạ, hãy chia nhau tìm bắt hoàng tử Kha Cát đi. Mộc Chinh, trời ơi, ta đã thành kẻ phế nhân rồi. Kim Bình, đã cô em, ngài đừng trân trối. Bàn tay này gắng đưa ngài thoát xa bóng tối của tử thần. Ngài, em xin ngài hãy gượng theo em đi xa lần bóng mơ tối thầy. Dẫu muôn nguy biến, dẫu ngay lạc cái loài trôi nổi muôn phương, em vững dạ kiên gan, đã hiến thân làm mẹ nô lệ thì em mê đâu ngại nhọc nhằn cơn mưa gió phủ phàng. Thư Yên, tôi cảm ơn nàng đã biết xót thương mảnh hình ngài tang thương. Tôi sẽ nhớ mãi ơn nàng là người bạn tốt sau cùng. Nhưng tôi không muốn còn lòng nhân đạo với mọi người trên thế gian. Xin ngài dặn quán hân. Tôi chỉ muốn tay nắm lấy chuôi gươm, tay nắm đầu bảo chúa. Nhưng trời ơi, điện vàng xa thăm thẳm, trong bóng tối thâm u, còn ta là kẻ phế nhân nơi ải quan vô tận, chỉ gượng kêu lên hai tiếng cuối.
cuối cùng này. Phương Đài Kim Bình, Kim Bình. Ê, con nhỏ kia đi đâu? À, tao nhớ mày rồi. Hoàng tử đâu? Kim Bình đâu? Chỉ cho mau không ta chém bái đâu. Quang, ông ơi, hoàng tử đang ở nhà ông ngoại con cách đây 10 dặm bên bé sông Giang Hà. Sông Giang Hà, sông nào ở đâu con? Là một con sông nước đục như ngà. Khi rộng, khi lớn, nước chảy lờ đờ như nước ương. Muốn tìm hoàng tử theo tôi, qua sông thì gặp ông ngồi câu tôm. Tội nghiệp ông bây giờ đã ăn chay, chứ không còn ham làm vua làm chúa. Thở rồi nè, ăn chay đi được câu tôm. Ngon vậy. Hỏi thì ông giải thích rằng ăn chay còn cứ tép tôm, không cử hột vịt, không kiêng hột gà. Bởi mấy thứ đó đâu có mau mẹ tiên phối ruột ra. Mà ông còn nói tu là tu tâm tu tánh, chớ không cần ăn lạc ăn chay. Ở đời đừng có hiếp ai, ý gương ý giáo làm quay. Móc ra hả? Được rồi, quân sĩ. Dạ. Hãy coi tên này lại. Móc. Ông ơi, con xin ông đừng giận dỗi nóng lòng. Ông ơi, ông thả con đi. Ông thả đi rồi con sẽ dắt ông đi bắt ông Kim Bình và ông hoàng tử. Ông ơi, con mới thấy chống gậy đi ngang, có ông hoàng tử dẫn đàn theo sau. Hai người mới ghé tại chùa, rồi đi hướng đó chắc vừa sáng sông. Bây giờ ông hãy theo con đi bắt họ về dẫn ông liền. Giỏi quá, vì dẫn ông đi. Dạ, ông đi trước đi ngã này nè. À, được rồi, quân sĩ đâu? Dạ. Đi. À, lớn đầu mà bị gạt, tao chạy về cho họ hay đặng họ trốn tụi bay. Phương Đài, tại sao nàng chẳng vui? Vì niềm vui đã tắt giữa lòng tôi. Nhưng 3 năm đã mãn. Được rồi, nàng sẽ thấy tận mắt cha nàng sẽ bị hành quyết trước mặt nàng. Sao? Ngài nói sao? Cha nàng chưa chết. Nếu cha tôi còn sống thì tại sao bệ hạ không cho tôi gặp mặt cha tôi trong 3 năm nay? Cha nàng chỉ gặp nàng là khi nào nàng đã thành hoàng hậu của ta kia. Chào nàng. Khoan bệ hạ. Kẻ này đã chọn rồi một thái độ. Nghĩa là nàng đã bằng lòng rồi à? Dạ, kẻ này bằng lòng xin cứu cha. Dạ. Dòng lao lung để được trở về trọn viên phụ tử, em xin trải thân đất đàn. Vàng son gấm nhung đang chờ kia, và theo tôi bước vô nơi phòng quan. Không, 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 đêm tầng hồn đối với tôi vô nghĩa. Hãy đi hỡi nàng để cùng xe duyên tới. Yeah.
phương đài, ta để cho nàng tự do suy nghĩ. Nếu thuận ý ta lên ngôi hoàng hậu thì hãy truyền cho tên giáp sĩ kia nổi trống chiêng báo hiệu cho ta. Chờ nàng suốt đêm nay, chỉ có một đêm nay thôi nhé. Chào nàng. Cha ta gặp ta hay chết lạnh trong tù. Không, cha phải sống với con. Giáp sĩ đâu? Dạ. Nội trong chiên ngay, nội trong chiên ngay. Ai hậu ơi? Dạ. Đóng người ở sai nhiều. Ai hậu hãy đưa đóng vào phòng qua đi. Tâu dân. Tâu dân. con chừng đóng thế. Bác Bạch Nô. Dạ. Bác hãy đưa tôi lên thang lầu. Ai đó? Ai? Quân bay làm gì đây? Kìa, bác Bạch Nô. Dạ thưa hoàng hậu, kẻ này muốn đưa đến vua và hoàng hậu một tài hoa, một người đờn lỗi lạc. À, hay lắm. Ông lão kia, hãy lại đây ngồi đờn cho ta nghe. Dạ xin tuân lệnh. Một chiều xưa chim ơi, khi đêm dần xuống, chim ơi chim bay về chung núi đồi sương tiếc mơ rơi. Một chiều xưa chim ơi ước cánh từ lâu, bay đi mãi mãi không về miền quê hương mất bóng trăng thề. Rồi một hôm gió vàng mang tin buồn từ ai quan cho trăng rừng đừng đợi mong bóng chim hồng. Rằng một hôm giông tố loạn miền hoàng sang chim chết rồi, xác vùi chôn trong tuyết mùa đông, tuyết mùa đông, tuyết mùa đông. Hay lắm, lão là ai mà có điệu đờn áo nào, có giọng ca như ẩn chứa một niềm đau. Tôi là kẻ ra đi vào mùa xuân năm trước, về nơi chốn ải biển xa thẳm muôn trùng. Tôi là kẻ năm xưa đã khoác áo hồ cừu, với tháng ngày dần co sông chết áo phong sương đã rách lụa tây giang. Hơn ba năm ly biệt, có một hôm tôi đi tìm lại người yêu như mảnh áo nát tan, cũng như tình nàng đã nát tan theo chiếc áo. Mà ông có tìm gặp lại người xưa, và người xưa ấy có nhớ ông là ai chăng vậy? Lão đánh đàn, tôi muốn biết tại sao lão bỗng nhiên tàn tật già nua. Tại sao tôi tàn tật? Bà ơi, tôi tàn tật để làm một tên kiến bại cho kẻ phản tình, xóa bỏ lời thề xưa. Trời ơi, làm sao tôi quên được một đêm kia khi trăng chìm xuống núi rừng ải quang ngu tối tở lòng tôi, khi hay tin triều đình đổi chủ và tôi cũng mất cả một mùa xuân. Bà ơi, bà có biết không, lúc đây tôi trong gươm nhìn về cung điện mà lòng tôi sao xuyên nát tan, mắt sang tay rung nổi quán hờn len vô niềm đau xót như thúc giục tôi gào thét giữa không gian kêu hoa lên hai tiếng phương đài. Trời, phương đài, người yêu của ông cũng là phương đài, tại sao lại cũng giống tên tôi?
bà ơi, cũng vì cái tên Phương Đài kia mà tôi bị tên Bảo Chúa nó hành hình. Nó bắt tôi phải sống mỏi mòn trong cái chết sống để học thêm chữ tình nghĩa thủy chung. Nhưng tôi đã thâm tía rồi chữ ấy ân qua đầu lưỡi, cho nên giờ này tôi không còn gì để nói nữa với ai. Tôi sợ lắm cái dĩ dạng chua cay nó đè lên kiếp sống. Vì sức người không chịu nổi đau thương, cho nên tôi tìm tới đây là để nhờ bà trao trả lại giùm tôi một chiếc cao tiền đưa cho một kẻ dung tình. Trời ơi, chiếc cao hồ cừu của ta, người là ai? Không lẽ là Kim Bình? Vì Kim Bình của tôi đã chết. Bác ơi, bác hãy kể cho tôi nghe, tôi hiểu rõ câu chuyện tình kia có liên hệ gì tới ông lão đánh đàn. Còn ông tại sao đứng yên mà giọt lệ cứ tuôn tràn? Hay chính ông là Kim Bình, là người của một quá khứ khổ đau đã chất sầu lên mái tóc? Và hận ba năm đã làm bạc tuổi xanh, phải không ông? Ông hãy nói đi, đi mở ngõ một tình thương đang nghẹn thở mà ba năm nay giọt lệ cháy không ngừng. Và hôm nay tôi trở lại đây để trao cho nàng một vật này. Trời, một chai thuốc độc. Chào nàng và chúc nàng được hoàn thành sứ mạng. Kim Bình, thôi chàng đã đi rồi. Đã hơn 10 hôm rồi sao Kim Bình chưa trở lại? Hay là chàng đã xa vào tay của Bảo Chúa Mộc Chinh? 3 năm, đã 3 năm rồi, viên tương xoay tài ba sống một cuộc đời hiu quạnh. Xếp chinh y vào một góc lạnh rừng quang. Kim Bình, Kim Bình ơi, từ muôn dặm quang sang, chàng có nghe được tiếng lòng em vọng lại? Ai, ai mỉa mai một thằng què điên dại? Ai gọi tên một kẻ đã chết tuổi tên? Kìa, ngài mới về. Thưa ngài, em là một tên nô lệ đang sẵn sàng tiệc rượu đợi tướng quân về. Kìa, tại sao nàng lại khóc? Ngài ơi, em khóc đây là khóc cho một cuộc đời vô vọng của những đứa qua rơi rụng dưới chân đôi. Nó đã tàn phai hương sắc từ lâu rồi, lìa sự sống của những ngày u mộng đợi xuân sang. Cát bụi sẽ phủ lên mình nó, để rồi mưa nắng thời gian không còn biết nó là qua gì. Được mấy tuổi ước cái mong mà nguồn mơ ước lại sớm chôn vùi. Thư Yên đã yêu, mà yêu ai trong cái không gian ngu tối này? Ngài ơi, em là kẻ tàn tật linh hồn trong trắng, mà mảnh hồn nhan không che kín được vết thương. Nếu em có yêu là yêu người chung cảnh ngộ, người nhẹ trong sạch linh hồn mà tàn phế xác thân. Người ấy đang cuồng quăng luôn trí tâm hồn điên loạn, và biết giữ sao cho trọn chữ chung tình.
người ấy có quyền quán vua, hồng chúa, và người ấy đã từng hạ lệnh cho em dân cơm dời nước hay đốt cái lửa hồng trong những đêm đông. Trời, Thư Yên đã yêu ta. Thư Yên, tôi sẽ nói tôi yêu nàng trước giờ tôi nhắm mắt. Trời, Kim Bình. Kìa, Phương Đài, Lĩnh Bà lại đến đây à? Lĩnh Bà, trời ơi là nhục. Tôi nhục hay bà nhục? Lĩnh Bà hãy về đi, vì nơi đây là một chòi giải thô sơ, nơi lẫn trốn của những người có tội. Nhưng chàng có biết đâu rằng em đã khóc. Khóc 3 năm để cười cợt có 1 ngày. Trời, khóc 3 năm để cười cợt có 1 ngày. 1 ngày, 1 khắc, 1 giờ thôi cũng đủ dựng 1 lầu vàng cho Lý Tường. Trời ơi, em muốn xé nát cả mảnh lòng trong trắng để cho chàng tường tận trái tim son. Em muốn khóc to lên cho vang động đến chính tầng, cho nước mắt thành mưa tuôn ướt đất. Xin cảm ơn nàng đã vì tôi mà nàng khóc. Nhưng thôi, em cũng biết mong lành xưa không mong kết hợp, cho nên em mới đến đây để cùng nhau đoạn dứt mối tơ tình. Dược muôn xa mong tìm lại một bóng hình, mệt nhọc gian lao em không tài sống kế kích trở, miễn sao em tìm cho gặp mặt người yêu để em nói một lời rồi vĩnh biệt cùng nhau. Tôi biết trước Lĩnh Bà muốn gặp tên què này là để nói lại một lời thề. Một lời thề, phải em muốn nói lại một lời thề của 3 năm trước mà trong một buổi đầu xuân chúng ta đã hẹn ước tao cùng. Em muốn kể cho chàng nghe bao sự thật hãi hùng, hoàng hậu hãy để dành ngấn lễ mà khóc cho sự điêu tàn của mong cổ thân yêu. 3 năm tuy mới 3 năm mà mọi sự đời biến đổi, câu chuyện tình như là một chuyện đời xưa. Vậy kẻ tật nguyền này xin hoàng hậu hãy về đi với thực tại vàng son, và hãy thuật lại cho chồng bà nghe. Có một buổi chiều kia cơn mưa nguồn thác lũ đã cuốn tôi đi giấc mộng ban đầu. Rồi gió cứ thổi mưa cứ rơi để vùi dập những chiếc lá cuối mùa mà đi trong mưa gió, còn có một bóng người để kiếp sống cô đơn. À, Phương Đà, nàng trốn ta đến đây với Kim Bình, nàng bỏ vỡ cuộc vui đêm qua chút. Phương Đài,
ta đến đây để chờ ngày tàn của tên Bảo Chúa. Kim Bình, Phương Đài, Thư Yến, tại sao ta sắp chết? Vì mi đã uống chung trà độc của ta trao ban nãy. Tử thần đã đến với ta rồi. Kim Bình, Thư Yến, Phương Đài, các người là kẻ thắng, ta trả hết cho các người đó. Kim Bình, em đã làm xong một nhiệm vụ mà chàng đã ban cho. Vậy giờ đây em xin vĩnh biệt chàng. Không không không, đừng đi, đừng đi, đừng gây chia ly. Thôi thôi thôi, đàn xưa lìa cũng còn trong mong chi. Dù năm tháng đã chôn bao cành lá, tình ban sơ nét thâm không phai mờ. Sau bao ngày đơn cô, đừng gây nhiều gian dở, đừng để cánh chim giang hồ bơ vơ. Ba năm qua đã qua lâu rồi, do buồn mất cánh em lòng tôi. Tôi không thể nói sao nên lời, vì trời đất lời thề cũ vẫn chưa mờ phai em ơi. Cùng một dần cánh ngược quyền tôi, mà sao tâm sự khác xa rồi. Đêm xưa trăng mộng cài phương là, trăng của đêm này lạnh dở đôi. Bích qua dương, nàng là trăng sáng nghìn phương đổ về. Ta là loài cỏ quê, cỏ miền quang dài đêm hè hắt yêu. Cao đô đốc, tôi thấy ông mấy bận quay đi rồi trở vào ngự quyển. Tâu nữ thần ước mong mình trở thành một thân cây trong ngự quyền, để suốt đời được cày cân nữ vương. Và nếu phải chết đi thì thần nguyện được chết bên chân nữ chúa, và khẽ khẽ gọi ba tiếng Bích Hoa ngự vương. Như những lời trôi trăng sau cuối, rồi quay về miền tâm tối. Cho vạn kỷ chia lìa một khi hương sắc khi đại trang. Muôn dặm đời mang mang, chôn kính luôn một khối u thành nợ. Mà thân trọn đời chôn giấu, cho đến đi bao giờ vĩnh viễn phải xa nhau. Đô đốc Cao Quang Sơn, tâm sự của tướng quân làm cho ta xúc động, nhưng thuyền lòng ta chưa biết sẽ về đâu. Chưa biết sẽ về đâu, ôi chỉ năm tiếng thật đơn sơ, mà sao thần lại nghe như muôn ngàn triệu mến.
Một trái tim khô tưởng đâu đã mỏi mòn tuyệt vọng, mà lời của nữ vương đã là hơi thở hồi sinh cho mau bắt đầu dòng hy vọng không cùng. Như một lữ khách giữa trời khuya, sương gió lạnh ni lùng, gối mỏi chân tròn bỗng được thêm sinh lực khi gặp được rồi le lói ánh đèn xa. Chưa biết sẽ về đâu, nghĩa là thuyền còn đang chọn bên, thành sẽ đem tấm chân tình kỳ qua dị thảo để mời gọi thuyền hãy dừng chân thề cần bến yêu thương cùng thú thủy thuyền sông hồ. Tâu nữ vương, con tầm chịu ép xác vô mình trong chiếc kén là chỉ chờ mong dịp qua thân, tâm sự thần cũng xin được bộc bạch một lần. Đừng thôi hãy dừng lại đó, càng nói trọn lời là càng đau xót. Đô đốc Quan Sơn ơi, xin cắn chặt răng nén ngọn triều tâm sự, chưa phải lúc người nên nói trọn lời. Chuyện tình nếu không là lời giáng sinh cầu vơi, mà tiếng yêu đương hãy dành cho con tim phản quyết ban truyền. Trời ơi, đô đốc đã nhìn ta, nhưng ta đang theo dõi một bóng chim xa lạ và đang mơ ước một ngày nắng ấm ta sẽ đôi đầu yên ngủ giữa nỗi thôn. Thôi, đô đốc hãy trở về, ta vào cũng yên nghỉ. Xin bay biệt nữ vương. Hiền muội, hiền muội ơi, tiếng hát ru của hiền muội sao buồn như nước mắt. Thật linh ơi, hãy uống giọng thơm ngọt này. Hoàng huynh ơi, biết phải nói gì đây, khi đời đã đưa chúng ta bước vào ngã ba đường đinh mệnh. Ngơ ngẩn nhìn nhau mà nghe như nghẹn nghẹn nỗi đau phiền. Các khoái chờ mong từng hơi thở phù du trong tiếng trong canh trường. Kẻ đợi chờ tưởng chừng như tiếng tim mình đập mạnh và bồi hồi xúc động theo nhịp đi thở thời gian. Trăng lên cao như sắp khi hồ tàn, mà người yêu vẫn còn nồng say trong giấc đêm, mặc gió quanh mình thề tiếp nỗi chờ mong. Không, em không bằng lòng. Hoàng huynh và hoàng tâu, hãy đi, đi đi, hãy tiếp tục
tục đoạn đường tình đang bỏ dở. Tức linh anh Thiền mũi ơi, đó chỉ là lời nói trong mơ, nhưng với tất cả chân tình tha thiết của một đứa em trọn vẹn thương anh và chói lọi hơn dần dương rực sáng. Hoàng đế ơi, hãy tỉnh dậy mà nghe anh nói những lời nói đau buồn nhất của lòng anh. Dù cho anh đây trọn đời cô độc, cũng vui mừng nhìn hạnh phúc của duyên em. Còn nếu em quyết lìa xa anh mãi mãi thì anh cũng theo em về thế giới bên kia, để cho đệ huynh không cách trở và không có sức mạnh nào chia rẽ đôi ngã đôi đường. Nữ vương, nữ vương, quân bạch quỷ từ bốn phía tràn vào như thác lũ, thần cam bãi binh già sắp trút hơi tàn. Trời, đô đốc Quan Sơn, nữ vua ơi, trong những ngày cô đơn thần chỉ mong được chết như một loài chim nhỏ và được gục đầu dưới chân nữ chúa để lắng nghe từng dòng lệ chia ly nức nở biệt đôi đường. Như một dòng đi sông dội nhà giả chảy xa nghe nguồn, mỗi một phút giây xa dần nữ chúa là một cái nỗi niềm đau xót ở tâm tư. Nữ chúa đó là niềm tâm sự thiết tha của một võ tướng trọn đời oanh liệt và quyết đi mang trọn tình yêu vào quái chết như núi rừng xanh tiễn biệt bóng chim ngàn. Cao đô đốc, ngài muốn nói tôi yêu nữ vương trọn đời đôi.